Độc Tôn Truyền Kỳ, Thanh Vân Môn, Lâm Nhất. Chương 3166 Ý chí chiến đấu. Không sao, trong thành lôi hỏa đó có nhân tài từng độ kiếp thiên phách không? Lâm Nhất hỏi tiếp. Phương Thiếu Vũ khẽ giọng nói, cũng có một ít, nhưng số lượng rất ít, một tay cũng đếm được. Những cao thủ thiên phách nhất trùng thiên độ kiếp thiên phách ở thành lôi hỏa đều là đại nhân vật đỉnh cao, Phong Huyền ở trước mặt bọn họ cũng không là gì. Ít vậy sao? Lâm Nhất tỏ ra ngạc nhiên, chẳng trách Phong Huyền có tư cách độ kiếp thì có thể có vị trí ở thành lôi hỏa. Ta nghe nói Nhật Diệu Chi Địa không có giới vực cấp cao có liên quan đến Nhật Diệu Chi Linh. Đúng lúc này, Trúc Thanh Sơn đột nhiên lên tiếng. Nhưng Nhật Diệu Chi Linh cụ thể là bảo vật thế nào ta cũng không rõ, có lẽ vẫn phải đến thành lôi hỏa mới có thể biết được, Trúc Thanh Sơn nói tiếp. Nhật Diệu Chi Linh. Lâm Nhất như có điều suy nghĩ, bí mật của con đường thông thiên này đúng là không phải nhiều bình thường. Đi thôi, ta càng lúc càng thấy hứng thú với thành lôi hỏa rồi. Trong mắt Lâm Nhất lóe lên tia sáng. Giữa mi mày phong mang lấp lóe. Hắn đã cảm giác được vô cùng mãnh liệt, vào trong thành lôi hỏa mới xem như chân chính bước lên vũ đài của cuộc tranh tài vạn giới. Hai ngày sau, cuối đường nhìn của mọi người, một thành trì cổ xưa sừng sững nguy nga, có đường nét mơ hồ loáng thoáng. Trong đất trời mênh mông rộng lớn, tòa thành trì hào hùng giống như thần long đang ngủ đông ở phương xa, chiếm cứ mặt đất hoang vu, khiến người ta sinh ra cảm giác sùng bái. Quá hoành tráng. Chỉ là đường nét mơ hồ đã khiến người ta vô cùng chấn động trong lòng, không hề nghi ngờ đó chính là thành lôi hỏa. Thành trì rộng lớn như vậy, ở Nhật Diệu Chi Địa cũng chỉ có thể miễn cưỡng xem là long thành cỡ lớn thôi sao. Trong lòng Lâm Nhất âm thầm kinh ngạc, xem ra Nhật Diệu Chi Địa phải lớn hơn tưởng tượng của mình nhiều. Chỉ riêng một tòa thành lôi hỏa chỉ có thể tính là một góc băng sơn, không thể nhìn rõ diện mạo. Sau nửa canh giờ điên cuồng gấp rút đi đường, tường thành nguy nga rộng lớn cao như núi chân chính xuất hiện trong tầm mắt bọn họ. Tường thành đó rộng lớn giống như cự thú man hoang chắn ngang đất trời, tựa như bất cứ lúc nào cũng có thể phát ra tiếng gầm gừ, xé rách đất trời. Ý chí chiến đấu. Lâm Nhất cảm giác được ý chí chiến đấu cực kỳ cổ xưa, lắng đọng theo năm tháng trên tường thành đó. Vẻ mặt hắn trở nên nghiêm nghị. Con đường thông thiên này chắc chắn đã trải qua khói lửa chiến tranh ngút trời trong nạn hủy diệt thời kỳ thượng cổ thịnh thế hoàng kim, thậm chí là thời đại viễn cổ xa hơn, cũng từng trải qua sự tàn sát thê thảm máu và lửa, sự tàn sát mà ngay cả sao trời cũng có thể rơi xuống. Chương 3167 thật đáng sợ. Nhưng tường thành nguy nga cổ xưa này lại tồn tại tới nay, năm tháng vô tận cũng không thể xóa bỏ, trong nó chất chứa ý chí chiến đấu kinh người. Cách tường thành. Mọi người có thể cảm nhận được rõ ràng, trong thành có vô số khí tức mạnh mẽ dâng tràn, cao thủ như Diêm Thiết ở trong đó sợ rằng cũng không có gì nổi bật, miễn cưỡng xem như có chút cảm giác tồn tại mà thôi. Ba người nhóm Phương Thiếu Vũ nhìn tường thành, ngơ ngẩn không nói gì, nhất thời thất thần. Lâm Nhất sực tỉnh đầu tiên, nhỏ giọng nói, vào thành, lấy được long bài trước đã. Lấy được long bài mới có cơ hội để tên mình xuất hiện trên bảo kính thông thiên. Thu hút sự chú ý của các tông môn siêu cấp ở đại thế nơi đó. Thành trì thế này đương nhiên sẽ không bị người ta hoàn toàn chiếm cứ giống với cứ điểm lúc trước bốn người ở. Mấy người họ vào trong thành vô cùng suôn sẻ, nhưng trên mặt mỗi người đều đeo một chiếc mặt nạ, dùng để che giấu tai mắt người khác. Chủ yếu là không thể xác định Phong Huyền kia có độ kiếp thành công hay không. Bản thân Lâm Nhất không sợ, dù hắn ta có đạt tới tu vi thiên phách nhất trùng thiên. Hắn cũng có năng lực tự bảo vệ. Nhưng nhóm Phương Thiếu Vũ thì khác, khiêm tốn một chút cũng không phải chuyện gì xấu. Ăn mặc như vậy cũng không tính là lập dị, nhân tài các giới vực qua lại trong thành có không ít người đội mũ che hoặc đeo mạng che mặt. Muốn có được long bài rất đơn giản, chỉ cần thành tâm quỳ bái thần long cự tượng thì sẽ nhận được quà tặng của nó. Thần long cự tượng nằm ở quảng trường cự tượng trong thành. Quảng trường cự tượng có thể nói là nơi nổi tiếng nhất trong thành, trừ mỗi ngày đều có vài người đến lấy long bài thì còn có vài cao thủ chiếm cứ bảo địa phong thủy luyện hóa khí tinh nguyên. Ngoài ra còn có người giao dịch bảo bối mà bọn họ lấy được trong di tích tông môn. Nói là quảng trường, thật ra không khác gì chợ cho lắm,
chỉ là càng náo nhiệt phức tạp hơn một chút. Bốn người nhóm Lâm Nhất vừa vào trong đã bị kinh ngạc bởi thần long cự tượng ở giữa quảng trường. Cự tượng thần long. Đó là một pho tượng rồng cao mấy nghìn trượng, nó không có trụ đá để chống mà đứng lơ lửng giữa không trung, thoạt nhìn như một con thần long sống đang gầm thét bay về phía bầu trời. Lâm Nhất vô cùng kinh ngạc, thương long cửu biến mà hắn tu luyện có thể biến ra uy áp thương long, nhưng so với uy áp của cự tượng thần long này thì như giọt nước nhỏ vào biển lớn, giọt nước dưới biển, hoàn toàn không thể so sánh. Khi hắn nhìn về phía pho tượng rồng, kiếm ý trong cơ thể đều ẩn nấp như thanh bảo kiếm tuyệt thế bị cất trong vỏ. Thật đáng sợ. Chỉ khi nào ánh mắt nó rời đi, cảm giác bị cưỡng chế trói buộc này mới từ từ biến mất. So sánh với nhau, trụ đá hình rồng trong cứ điểm trước đó như hồ dán trong trò chơi gia đình của trẻ con. Ở phía trước cự tượng thần long này có rất nhiều nhân tài kiệt xuất các giới mới vào thành thành khẩn quỳ lại. Họ không cần quỳ xuống, chỉ cần khom lưng chắp tay. Nhắm mắt thành tâm, đợi đến khi mở mắt ra sẽ có một chiếc long bài màu xanh hiện lên ở trước mặt. Chương 3168 không có ai cam chịu bình thường. Thậm chí không cần nhỏ máu vào, khi quỳ lại, dấu ấn đã hiện lên bên trong. Nhìn có vẻ thần kỳ, nhưng nhớ lại quần long thịnh yến lúc trước, Thánh Minh đã thu thập thông tin của mọi người, long tượng thưởng bài cũng không có gì khó hiểu. Nhóm người Phương Thiếu Vũ nhìn xung quanh. Có một hơi thở rất mạnh đang dao động trên quảng trường rộng lớn. Những nhân tài kiệt xuất thiên phách đỉnh phong có tư cách độ kiếp kia có hơi thở vô cùng đáng sợ, trông khá nổi bật giữa đám đông, hơn nữa xung quanh có rất nhiều võ giả tụ tập, chiếm một khoảng lớn trên quảng trường. Tất nhiên thiên phách đỉnh phong là chỉ đỉnh phong trước thiên phách nhất trùng thiên. Từ thiên phách đến thiên phách nhất trùng thiên, mỗi người có sự tích lũy khác nhau trong giai đoạn này, chênh lệch khá rõ rệt. Mấy người đều tự hiểu, trên quảng trường này thoạt nhìn có vẻ bình tĩnh nhưng thật ra sóng ngầm đang chảy cuồn cuộn. Trong thành lôi hỏa, quảng trường cự tượng chắc chắn là nơi dồi dào khí tinh nguyên nhất, số lượng người cũng rất nhiều. Có thể chiếm một khu bảo địa phong thủy lớn ở đây, vừa có thể tăng tốc độ cô đọng đan tinh nguyên, vừa có thể tạo điều kiện cho người khác đến bày sạp giao dịch. Dù sao thì xung quanh Long Thành đều là di tích, chắc chắn sẽ có người tìm được bảo bối không phù hợp với mình. Trong tình huống này, lượng người tập trung ở quảng trường có vẻ khá quý hiếm. Nếu ngươi không đủ thực lực, muốn tới đây bày sạp giao dịch cũng chỉ có thể nộp một số lượng đan tinh nguyên nhất định để đổi vị trí bày sạp. Có thể thấy rõ những người đó có vị trí rất tốt, tất cả đều bị cao thủ thiên phách có tư cách độ kiếp chiếm cứ. Ánh mắt Lâm Nhất chợt lóe, hắn không quan tâm đến những cao thủ thiên phách có tư cách độ kiếp kia. Mà là nhìn thoáng qua các nhân tài kiệt xuất thiên phách bình thường, họ có số lượng rất ít, hơi thở trên người có vẻ khiêm tốn, nhưng Lâm Nhất cảm ứng bằng kiếm ý, tất cả họ đều là cao thủ nhất trùng thiên đã mở khí hải. Không còn gì để nghi ngờ, hầu như tất cả cao thủ thiên phách nhất trùng thiên ở thành lôi hỏa đều đã vượt qua kiếp thiên phách. Các nhân tài kiệt xuất có thể bước lên con đường thiên phách, không có ai cam chịu bình thường. Nếu không nghĩ ra cách để đạt được tư cách độ kiếp thì họ không cần phải đến thiên lộ, chỉ cần ở giới vực của mình là dễ dàng tu luyện đến thiên phách nhất trùng thiên, thậm chí là cảnh giới thiên phách nhị trùng thiên. Bốn người. Lâm Nhất đếm thầm trong lòng, trên quảng trường cự tượng có tổng cộng bốn cao thủ thiên phách nhất trùng thiên. Hắn cảm nhận được áp lực rất lớn từ trên người họ, chân nguyên bành trướng trong vùng khí hải khiến người ta phải e dè. Tim, miệng, tai, mũi, mắt. Tay, đủ 7 đại khiếu huyệt tương ứng với 7 loại thiên phách. Mỗi khi mở một phách sẽ mở ra một vùng khí hải, còn có thể khai quật cực hạn khiếu huyệt tiên thiên mà thiên phú mang lại. Từ 1 đến 7, thực lực của cảnh giới thiên phách sẽ nhân lên gấp bội lần. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Chương 3169 cũng được coi là một nhân vật. Lâm Nhất, ngươi nhìn này. Đúng lúc này. Phương Thiếu Vũ khẽ biến sắc, nói với giọng hơi nặng nề. Đừng nhìn. Lâm Nhất hờ hững đáp. Lâm Nhất biết hắn ta nhìn thấy người của Hỏa Vân Giới, người dẫn đầu trong số họ có hơi thở cực kỳ mạnh, uy áp đó khác quá nhiều so với những cao thủ thiên phách khác, vừa nhìn là biết ngay thực lực của người nọ đã đạt tới cảnh giới độ kiếp, hạc giữa bầy gà, vô cùng nổi bật. Nếu đoán không sai, có lẽ người này là phong huyền của Hỏa Vân Giới.
theo bên cạnh hắn ta còn có không ít nhân tài kiệt xuất, trên quảng trường cũng có địa bàn riêng thuộc về Hỏa Vân giới, khá nhiều người đang bày bán bảo vật thu thập được trong di tích tông môn trên địa bàn của hắn ta. Nghe đồn người này cũng có chỗ đứng ở thành Lôi Hỏa, cũng được coi là một nhân vật. Tạm thời Lâm Nhất không muốn dây vào người này, dù sao thì hắn cũng chưa xác định được người này có quen biết cao thủ thiên phách nhất trùng thiên ở thành Lôi Hỏa hay không. Nhưng nếu hắn ta chủ động tới tìm hắn, hắn cũng sẽ không sợ hãi. Nhìn thấy phản ứng của Lâm Nhất, Phương Thiếu Vũ thầm hạ quyết định, tiếp tục đi về phía trước. Một lát sau, họ quỳ lạy cự tượng thần long xong rồi nhận được mỗi người một chiếc long bài, từ đó xem như đã chính thức bắt đầu cuộc tranh tài vạn giới. Xoạt! Ánh sáng lập lòe, long bài màu xanh như ngọc hóa thành nước, hòa vào trong máu thịt trên lòng bàn tay Lâm Nhất. Khi nhẩm niệm, long bài tỏa ánh sáng nhạt sẽ hiện ra, có vẻ khá thú vị. Phương Thiếu Vũ thành công nhận được long bài, hắn ta thở phào, cười bảo, Lâm Nhất, nơi này không khác phố chợ là mấy, nói không chừng sẽ có giao dịch võ học tạo hóa, ngươi có muốn thử vận may không? Lâm Nhất không trả lời. Vừa rồi hắn đã nhìn thấy ở đây có rất nhiều người bày bán võ học tạo hóa, nhưng hầu hết đều là võ kỹ, rất ít công pháp. Đừng nói là công pháp cấp tạo hóa thượng phẩm, thậm chí công pháp cấp tạo hóa trung phẩm cũng khó nhìn thấy một lần. Công pháp cấp tạo hóa thượng phẩm càng ít hơn, rất khó gặp được người bày bán chúng. Nhưng ngắm cũng không sao, tìm được một loại võ kỹ tạo hóa phù hợp cũng coi như là chuyện tốt đối với ba người nhóm Phương Thiếu Vũ. Lúc này, một bóng người đột nhiên bay lên không trung trên quảng trường cự tượng. Ầm! Uy áp hỏa diễm bộc phát trên người hắn ta, cả quảng trường cự tượng trở nên sôi trào, tất cả những tiếng xì xào bàn tán bị uy áp này trấn áp. Trở lại yên tĩnh trong giây lát. Chương 3170 trẻ quá. Phong huyền của Hỏa Vân giới. Người này muốn làm gì? Cái tên Phong huyền này cũng khá nổi tiếng ở Hỏa Vân giới, sau khi nhìn thấy người đang bay lơ lửng là hắn ta, rất nhiều người nổi lòng tò mò. Giết người của Hỏa Vân giới ta, cướp 10 vạn viên đan tinh nguyên của Phong huyền ta, còn dám chủ động xuất hiện trước mặt ta, các ngươi to gan thật đấy. Trên không trung, Phong huyền nói gằng từng chữ một với vẻ mặt cực kỳ u ám. Ra vậy, lúc trước ta nghe nói một cứ điểm của Hỏa Vân giới bị người khác tàn sát. Nghe nói là do người của giới vực hạ đẳng làm, hình như đến từ huyền hoàng giới, tên Lâm Nhất gì đó. Thú vị, Phong huyền cũng không phải người tốt, thế mà hắn lại dám đoạt cứ điểm của hắn ta. Đoạt thì cũng thôi, còn dám tới thành Lôi Hỏa, đúng là không để Phong huyền vào mắt mà. Thảo nào hắn ta lại tức giận như vậy. Có điều tên tiểu tử đó đang ở đâu? Trên quảng trường cự tượng trở nên xôn xao, ai cũng nhìn qua nhìn lại để tìm người được Phong huyền nhắc đến. Bùm! Phong huyền đột nhiên tung một chưởng, dư chấn lan rộng ra xung quanh, rất nhiều người không tránh kịp bị đánh bay. Lâm Nhất bước lên một bước chắn trước mặt ba người, chân nguyên trong cơ thể sao động, để mặc cho chưởng phong đánh vào người mình. Răng rắc. Mặc dù hắn không bị sao, nhưng chiếc mặt nạ trên mặt chỉ chống chọi được một lúc rồi nổ tung, khuôn mặt của Lâm Nhất lập tức lộ ra trước mặt mọi người, ai nấy đều tỏ ra kinh ngạc. Trẻ quá. Nếu chỉ nhìn khuôn mặt, Lâm Nhất chỉ chừng 18, 19 tuổi, chắc chắn chưa đến 20 tuổi. Điều khiến người ta ngạc nhiên hơn là Lâm Nhất chỉ mới có tu vi bán bộ thiên phách, cảnh giới này lại có thể tàn sát một cứ điểm của Hỏa Vân giới, quả thật hơi khoa trương. Nhưng bây giờ gặp Phong huyền, hắn sẽ khó thoát khỏi cái chết. Ở thành Lôi Hỏa, thực lực của người này chỉ đứng sau các cao thủ thiên phách nhất trùng thiên hàng đầu, hắn ta có thể chiếm một vị trí ở quảng trường cự tượng thì tất nhiên cũng có chỗ hơn người. Tưởng đeo mặt nạ là có thể che giấu, ngươi giết người của Hỏa Vân giới ta, trên người không thể không có dấu vết để lại, muốn giấu ta thì hơi ngây thơ đấy. Phong huyền nhìn về phía Lâm Nhất, vẻ đùa cợt thoáng qua trong mắt. Ngươi nghĩ nhiều rồi, đeo mặt nạ không phải do Lâm Mỗ sợ ngươi, chẳng qua tạm thời không muốn lấy đầu ngươi mà thôi. Lâm Nhất nhìn thấy vẻ đùa cợt trong mắt đối phương, thầm cười khẩy, đám người này luôn ra vẻ cao cao tại thượng. Chương 3171 thật đáng sợ. Nếu ngươi đã vượt qua kiếp thiên phách thì còn có chút tư cách kiêu ngạo. Bây giờ chỉ mới có được tư cách độ kiếp,
không biết rốt cuộc hắn ta có bản lĩnh gì mà lại tỏ ra kiêu ngạo trước mặt hắn như vậy. Tiểu tử này thật ngông cuồng. Tất cả mọi người trên quảng trường cự tượng thầm kinh ngạc, thiếu niên này có cảnh giới không cao nhưng lại ăn nói rất hùng hồn. Chẳng qua tạm thời không muốn lấy đầu ngươi mà thôi, cần phải tự tin cỡ nào mới nói được câu này. Ngay cả mấy vị cao thủ thiên phách nhất trùng thiên đang nhắm mắt tu luyện cũng từ từ mở mắt ra, trong mắt có vẻ hứng thú thoáng qua. Phong Huyền ngẩn ra, sau đó chợt cười khẩy, ngươi không biết không sợ. Nếu ngươi chỉ muốn chọc giận ta, một lòng tìm chết, ta chỉ có thể nói cho ngươi biết rằng ngươi đã nghĩ nhiều rồi, kết cục của ngươi nhất định sẽ là sống không bằng chết, không được lựa chọn. Vèo. Vừa nói xong Phong Huyền đã biến mất, chỉ còn lại uy áp hỏa diễm đáng sợ bao trùm lấy không gian này. Trong lúc vô hình, nhiệt độ dưới mặt đất đột nhiên tăng vọt như thể có một chiếc lồng hỏa diễm vô hình đang giam cầm không gian này. Uy áp hỏa diễm mạnh quá. Đây là ý chí hỏa diễm nhị phẩm, có lẽ đã đạt tới tiểu thành từ lâu, chỉ riêng ý chí võ học này, thiên phách bình thường sẽ không phải đối thủ của Phong Huyền. Coi như tiểu tử này xong đời rồi, chắc là hắn chưa đỡ được một chiêu đã gần chết, chênh lệch quá xa. Phong Huyền còn chưa ra tay đã khiến nhiều người kinh ngạc ồ lên, rất nhiều ánh mắt nhìn Lâm Nhất tràn đầy thương hại. Bùm! Ngay sau đó Phong Huyền nhanh chóng hiện thân, đột ngột xuất hiện trước mặt Lâm Nhất. Bỗng có tiếng nổ rung trời vang lên, ngọn lửa hừng hực và kiếm quang màu xanh đan xen nhau, ánh sáng chiếu rọi tứ phía, nhìn hoa cả mắt. Bịch. Và ngay khi tiếng nổ vang lên, một bóng người bắn ngược ra ngoài như đạn pháo, ánh lửa dọc đường vỡ vụn, kiếm quang dao động. Nhanh quá! Trong mắt mọi người lộ ra vẻ kinh ngạc, Phong Huyền không hổ danh là cao thủ thiên phách sắp độ kiếp, trong thời gian qua hắn ta lại tiến bộ hơn nhiều. Còn chưa sử dụng 3 phần thực lực, vừa đối mặt đã đánh cho Lâm Nhất ăn nói ngông cuồng bay ra ngoài. Thật đáng sợ! Chương 3172 ai lấy mạng ai chưa thể nói trước được đâu. Rất nhiều nhân tài kiệt xuất từng có mâu thuẫn với Phong Huyền đều thầm kinh hãi. Nhưng sau khi người này ngã xuống đất, mọi người nhìn qua thì chợt thay đổi sắc mặt, trong mắt đầy khiếp sợ. Là Phong Huyền. Người vừa đối mặt đã bị đánh bay là Phong Huyền của Hỏa Vân giới. Điều này hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của mọi người, ai cũng không thể tin được. Ta vừa mới đổi ý, nếu ngươi đã chủ động tìm tới cửa, vậy thì ta sẽ lấy đầu ngươi luôn bây giờ. Cùng lúc đó, một giọng nói lạnh thấu xương vang lên bên tai mọi người, thiếu niên áo xanh chậm rãi bước ra từ trong ngọn lửa tàn. Giọng nói trầm thấp và lạnh lẽo quanh quẩn bên tai mọi người, khiến người ta phải kinh ngạc. Vừa rồi Lâm Nhất cũng đã nói lời tương tự, mọi người cười nhạo, chỉ cho rằng là một câu nói đùa. Nhưng bây giờ khi Lâm Nhất nói lại một lần nữa thì lại không có ai dám chất vấn gì cả. Trong thành Lôi Hỏa cũng có cao thủ thiên phách hàng đầu có tư cách độ kiếp, số lượng không tính là ít, Phong Huyền cũng được coi là một cao thủ xuất sắc trong số đó. Nhưng bây giờ Phong Huyền lại bị đánh bay chỉ trong nháy mắt. Bị một thiếu niên bán bộ thiên phách, còn đến từ huyền hoàng giới đánh lùi lại, quả thật nằm ngoài dự kiến của mọi người. Mặc dù họ có thể nhìn ra được chiêu này của Phong Huyền dùng chưa đến 3 phần thực lực, nhưng không ai có thể nói chính xác thiếu niên tên Lâm Nhất này đã dùng bao nhiêu phần thực lực. Mọi thứ đột nhiên trở nên thú vị. Trên quảng trường cự tượng, ánh mắt của rất nhiều người trở nên đăm chiêu, dù sao thì người mà Hỏa Vân giới đắc tội thường ngày cũng không phải số ít. Họ cứ tưởng trong trận chiến mà Phong Huyền muốn dùng để ra oai đã định sẵn sẽ áp đảo đối thủ, nhưng bây giờ lại xuất hiện trở ngại. Quan trọng nhất là thiếu niên này vẫn ngông cuồng một cách đáng sợ. 4 cao thủ thiên phách nhất trùng thiên đứng đầu nhìn về phía Lâm Nhất, trong mắt lộ ra sự hứng thú. Vèo. Phong Huyền ngã lăn ra đất, trở mình nhanh chóng đứng dậy, hắn ta nhìn Lâm Nhất bước ra từ trong ánh lửa, mặt tối sầm, thảo nào ngay cả Diêm Thiết cũng chết trong tay ngươi, quả nhiên có chút bản lĩnh, ta đã coi khinh ngươi rồi. Ngày hôm nay, ta nhất định sẽ lấy mạng ngươi. Ai lấy mạng ai chưa thể nói trước được đâu. Lâm Nhất cười khẩy, chậm rãi vận chuyển thanh tiêu kiếm quyết, chân nguyên trong cơ thể cuồn cuộn như dung nham lôi đình, tràn ngập khắp toàn thân, ánh sáng xanh nhàn nhạt chiếu xuyên qua lớp quần áo, kiếm uy thuộc về Lâm Nhất phóng ra xung quanh.
không biết sống chết, ta còn chưa dùng đến 3 phần thực lực của mình đấy. Chương 3173 đây chỉ mới là bắt đầu thôi. Sắc mặt Phong Huyền cực kỳ lạnh lùng, chiều vừa rồi đã làm hắn ta mất hết mặt mũi, suýt chút nữa lật thuyền trong mương. Hắn ta đã hạ quyết tâm, không nương tay nữa, đánh nhanh thắng nhanh, nếu không sau này sẽ khó có thể đặt chân ở thành Lôi Hỏa. Hai tay dưới ống tay áo của hắn ta buông thõng xuống, trên lòng bàn tay quanh quẩn hoa văn hỏa diễm kỳ lạ, trong nháy mắt phóng thích uy áp nóng rực. Vèo. Khi uy áp hỏa diễm đạt tới mức cao nhất, Phong Huyền nghiêng người lao tới, người còn chưa đến, uy áp kia đã như có thực thể, biến thành ngọn lửa cao ngút trời lan tới như muốn chôn vùi Lâm Nhất. Rầm rầm. Bọt sóng chuyển động liên tục không ngừng, va chạm nhau phát ra tiếng động cực kỳ đáng sợ, như thể nơi này không có cự tượng thần long trấn áp, chỉ dựa vào âm thanh thôi cũng đủ để làm mặt đất nứt toạc, bầu trời cũng bị bao trùm bởi ánh lửa. Phong Huyền nghiêm túc thật rồi. Hắn ta điều khiển ý chí hỏa diễm thành thạo thật đấy, có bản lĩnh. Đó là nhờ thực lực thâm hậu, hắn ta đã có tư cách độ kiếp, chắc chắn hắn ta tu luyện công pháp tạo hóa thượng phẩm. Sự chênh lệch từ thực lực, nhiều lúc phải dựa vào thiên phú và ngộ tính, rất khó để bù đắp. Xem ra Lâm Nhất gặp rắc rối rồi. Sau khi thấy Phong Huyền dốc toàn lực, mọi người đều trở nên nghiêm túc. Trong thành Lôi Hỏa không thường thấy những trận chiến ở đẳng cấp này. Các đệ tử hỏa vân giới khác đều tỏ ra kiêu ngạo, nhận định rằng Lâm Nhất chưa dùng tới 3 chiêu sẽ bị đánh chết. Huyền Hoàng giới, nói là giới vực trung đẳng, thật ra chỉ là giới vực hạ đẳng thôi, thua xa hỏa vân giới ta vạn dặm, mấy người các ngươi sẽ được biết chênh lệch ở đâu nhanh thôi. Họ nhìn về phía nhóm người Phương Thiếu Vũ cười cợt với vẻ mặt dữ tợn. Ai cũng chắc chắn như thể hình ảnh Phong Huyền bị đánh bay vừa rồi hoàn toàn không tồn tại. Lâm Nhất không hề hoang mang, năm ngón tay siết chặt lại, quyền hệt như kiếm, đỡ lấy trực diện. Bùm! Quyền mang và trưởng mang va chạm nhau phát ra tiếng nổ vang rung trời. Một luồng dư chấn khủng khiếp lan rộng ra xung quanh. Ngọn lửa bay múa, tia điện chằng chịt, kiếm quang tung hoành. Tất cả mọi người đều hoảng sợ. Tiếng động này như gõ mạnh vào tim mọi người. Rất nhiều người không đủ thực lực đau đớn la lên, vội vàng lùi về sau mấy trăm mét. Hô! Lâm Nhất lùi lại 3 bước, mỗi bước lùi đều có chân nguyên cuồng bạo di chuyển ra ngoài. Ha ha, khó chịu lắm đúng không, đây chỉ mới là bắt đầu thôi. Phong Huyền đánh trúng một chiêu, sắc mặt dữ tợn, chân nguyên trên người càng sao động mãnh liệt hơn. Khiến cả không gian biến dạng. Làn sóng hỏa diễm trong không khí nhấp nhô như đại dương, lực tác động ấy dường như khiến cả không gian biến dạng. Bùm, bùm bùm. Chương 3174, kiếm ý thông linh. Trong tích tắc, hai người đã tung mấy chiêu, mỗi chiêu đều kinh thiên động địa khiến quảng trường cự tượng rung lắc. Vẻ kinh ngạc thoáng qua trong mắt Lâm Nhất, quả thật Phong Huyền cũng khá cao minh, không phải Diêm Thiết có thể so sánh. Có lẽ công pháp mà hắn ta tu luyện không thua kém gì Thanh Tiêu Kiếm Quyết, kết hợp với ý chí hỏa diễm cao thâm, kiếm ý tiên thiên của hắn không thể nào chạm vào người đối phương. Còn chưa đến gần đã bị hòa tan. Đây là một thủ đoạn khá lợi hại, có thể hòa tan kiếm ý, dù chỉ là kiếm ý tiên thiên thì cũng là lần đầu tiên Lâm Nhất nhìn thấy. Chưa vào thiên phách đã có thể tu luyện kiếm ý tiên thiên đến cảnh giới đó, thảo nào ngươi lại dám ngông cuồng như vậy. Nhưng so với ta, ngươi vẫn còn non lắm. Phong Huyền cười lớn, đại dương được biến ra từ ý chí hỏa diễm lập tức nổi lên, hóa thành một con dị thú hung mãnh. Khi trưởng mang của hắn ta đánh xuống, nó bổ nhào về phía Lâm Nhất, uy thế sắc bén bao trùm lấy hắn. Khi con dị thú hỏa diễm và trưởng mang dung hợp với nhau, cả quảng trường cự tượng đều bị luồng ánh sáng này chiếu sáng rực rỡ. Khi ánh sáng chiếu rọi, Phong Huyền thu lại nụ cười trên môi, trong mắt có tia sáng lạnh lóe qua, trưởng mang bóp thẳng về phía đầu Lâm Nhất. Thủ đoạn này có thể nói là vô cùng độc ác, một khi bị đánh trúng, đầu của Lâm Nhất sẽ bị bóp nát ngay lập tức. Trên quảng trường vang lên một tràng tiếng thốt kinh ngạc, nhưng trong đôi mắt Lâm Nhất lại bừng lên ánh sao dày đặc, thu hết sát chiêu của đối phương vào mắt. Hắn bình tĩnh cười khẩy, kiếm ý tiên thiên. Có vẻ như ngươi vẫn chưa biết đám người hỏa vân giới kia đã chết như thế nào. Kiếm ta tức thương long,
kiếm xuất kinh phong lôi. Kiếm uy thương long bất diệt. Lâm Nhất chợt hét lên, kiếm ý thông linh ẩn chứa kiếm uy thương long bất diệt lập tức phóng ra, kiếm ý tràn ngập khắp quảng trường cự tượng phun trào điên cuồng như núi kêu biển gầm. Một hư ảnh thương long dài 10 trượng, mắt rồng sáng ngời như kiếm quang, đâm thủng tất cả ánh sáng hỏa diễm trên quảng trường. Chỉ là kiếm ý thông linh tiểu thành nhưng lại ẩn chứa kiếm uy thương long bất diệt, ý chí hỏa diễm của đối phương còn lâu mới so sánh được với uy lực ấy. Dưới sự hỗ trợ của kiếm uy, Lâm Nhất siết chặt 5 ngón tay, tung một quyền đỡ lấy trưởng mang như muốn bóp vỡ đầu mình của đối phương. Bùm! Trưởng mang lập tức nổ tung, ngay cả dị thú hỏa diễm ở phía sau hắn ta cũng xuất hiện vết rách, có thể sụp đổ bất cứ lúc nào. Phong Huyền bị đánh bay ra ngoài, trong mắt tràn đầy kinh ngạc, kiếm ý thông linh. Chuyện này sao có thể? Chưa vào thiên phách đã nắm giữ kiếm ý thông linh. Làm sao một tiểu tử huyền hoàng giới có thể nghịch thiên như thế được? Rút lui. Phong Huyền vô cùng khiếp sợ, vội vàng bay ngược lại bỏ chạy. Chương 3175 mở cả 6 ấn. Đi được à? Lâm Nhất đột nhiên quát lên, kiếm đến. Hắn vẫy tay, táng hoa bắn ra từ hộp đựng kiếm sau lưng, kiếm quang rực rỡ lập tức thoát ra khỏi vỏ. Trên cây thanh tiêu, hoa tử diên nở rộ. Khi kiếm táng hoa ra khỏi vỏ, Lâm Nhất thi triển cùng lúc hai đại kiếm quyết, chân nguyên mạnh mẽ phóng thích hoàn toàn. Rầm rầm. Cùng với dị tượng hoa tử diên trên thần thụ thanh tiêu nở rộ, kiếm ý trên quảng trường cự tượng trở nên sôi trào. Kiếm quang xanh tím cuồn cuộn chảy ra từ trong cơ thể Lâm Nhất như thủy triều, uy thế có thể so sánh với cao thủ thiên phách nhất trùng thiên kia khiến rất nhiều người chú ý. Kiếm ý thông linh đại thành. Rốt cuộc tiểu tử này đã làm bằng cách nào? Thật đáng sợ, chưa vào thiên phách mà kiếm ý đã nghịch thiên như thế. Việc này thật khó tin. Không chỉ vậy, công pháp của hắn cũng rất kỳ lạ, hoàn toàn không hề thua kém cấp bậc tạo hóa thượng phẩm, thậm chí còn mạnh hơn. Chấm chấm chấm. Trong lúc nhất thời, trên quảng trường cự tượng vang lên vô số tiếng bàn tán xôn xao, tất cả mọi người đều bị kiếm ý của Lâm Nhất làm cho kinh ngạc. Không ai ngờ được rằng một thiếu niên bán bộ thiên phách lại có thể toát ra sự sắc bén như thế. Phụt! Gần như trong giây lát, kiếm quang bắn ra từ táng hoa đã đuổi kịp Phong Huyền. Kiếm quang lập lòe, máu tươi bắn ra. Kiếm quang ấy tựa đuôi rồng quất cho Phong Huyền văng ra thật xa, để lại một vết thương đáng sợ sâu tận xương trên ngực hắn ta. Chuyện này, sao có thể? Đám người hỏa vân giới thay đổi sắc mặt. Không ngờ Phong Huyền lại bị một kiếm quất bay, suýt chút nữa bị chém thành hai nửa. Phong Huyền cực kỳ khiếp sợ, cố áp chế nội thương, giận dữ quát, dừng tại đây thôi, hỏa vân phần thiên thủ. 6 dấu hỏa ấn cổ xưa hiện lên trong lòng bàn tay hắn ta. Khi hỏa ấn xuất hiện, khí thế của Phong Huyền lại đạt đến mức cao nhất, ngọn lửa màu tím sau lưng hắn ta xoay tròn điên cuồng, một bàn tay khổng lồ chậm rãi thò ra từ trong ngọn lửa tím. Tiếng động này khiến cả quảng trường rung chuyển theo. Mở cả 6 ấn. Vẻ kinh ngạc thoáng qua trong mắt mọi người, hiển nhiên hỏa vân phần thiên thủ cũng rất nổi tiếng ở thành lôi hỏa này. Họ đều không ngờ Phong Huyền lại có thể nâng võ học tạo hóa lên một bậc, đạt tới trình độ mở cả 6 ấn. Chưa chết. Lâm Nhất cất kiếm vào vỏ, trầm tư suy nghĩ, hắn hơi bất ngờ khi đối phương có thể sống sót trước nhát kiếm đỉnh phong của mình. Chương 3176 yên tĩnh như chết. Xem ra kiếm của mình vẫn chưa đủ nhanh. Nhưng hình như ta cũng biết hỏa vân phần thiên thủ này đấy. Kiếm quang xanh tím trên người Lâm Nhất sáng đến cực hạn, hắn kể cả không rút kiếm, đột nhiên tung một chưởng trước ánh mắt nghi hoặc của mọi người. Cùng là hỏa vân phần thiên thủ, chỉ mở 4 ấn nhưng mỗi ấn lại tỏa ra ánh lửa vàng. Tất cả mọi người đều kinh ngạc, không ngờ Lâm Nhất lại thi triển hỏa vân phần thiên thủ, hỏa ấn mà hắn ngưng tụ còn là hỏa ấn màu vàng đáng sợ hơn. Đám người hỏa vân giới hoàn toàn choáng váng. Chuyện này sao có thể? Đây là cảnh giới mà ngay cả Phong Huyền sư huynh cũng không thể đạt tới. Bùm! Cự trưởng hỏa diễm màu vàng nhỏ hơn vài vòng đụng vào bàn tay khổng lồ kia, vừa chạm vào, bàn tay khổng lồ đã sụp đổ. Vô số ngọn lửa tím tản ra giữa không trung như pháo hoa,
mà cự trưởng kim diễm này vẫn đánh tới với uy áp khủng khiếp. Răng rác. Trước vô số ánh mắt kinh ngạc, cự trưởng hỏa diễm đập Phong Huyền thành một đống thịt nát, mặt đất rung chuyển không thể nào ngừng. Nhìn thấy cảnh này, tất cả mọi người đều cảm thấy lạnh sống lưng. Phong Huyền của Hỏa Vân giới đã chết. Chết trong tay một người thiếu niên không có danh tiếng gì, hơn nữa còn dùng tuyệt kỹ thành danh của Hỏa Vân giới. Cả quảng trường cự tượng không có âm thanh nào ngoài tiếng nổ của ngọn lửa trên không trung. Yên tĩnh như chết. Vô số ánh mắt đổ dồn vào Lâm Nhất, kinh ngạc hơn bao giờ hết, dù họ đã đoán trước được rằng Lâm Nhất có kiếm ý thông linh đại thành sẽ có một phần khả năng nhỏ đánh bại Phong Huyền, nhưng không ai ngờ hắn sẽ giết chết đối phương. Đánh bại và giết chết là hai việc hoàn toàn khác nhau, độ khó của nó đương nhiên có thể hiểu. Điều khiến mọi người khiếp sợ hơn việc giết Phong Huyền, đó là võ kỹ mà Lâm Nhất thi triển lại là Hỏa Vân phần thiên thủ. Võ học tạo hóa thượng phẩm đứng đầu này rất nổi tiếng ở thành Lôi Hỏa, từng có rất nhiều người thua trong tay Phong Huyền, thậm chí biết được sự đáng sợ của võ kỹ này. Phong Huyền có thể ngưng tụ sáu hỏa ấn màu tím đã khá giỏi rồi, nhưng không ai ngờ được Lâm Nhất lại có thể ngưng tụ hỏa ấn màu vàng. Một người ngoài như hắn mà lại có thể tu luyện Hỏa Vân phần thiên thủ đến cảnh giới này, thật khó tin. Nhưng mọi người đều biết đây không phải mấu chốt. Mấu chốt là nhát kiếm kia của Lâm Nhất. Nhát kiếm chiếu sáng cả quảng trường cự tượng, chém vỡ ý chí hỏa diễm của đối phương, nhanh đến mức khiến người ta kinh ngạc kia. Nếu không nhờ nhát kiếm này làm Phong Huyền bị thương nặng, dù một chiêu từ Hỏa Vân phần thiên thủ của Lâm Nhất có kinh khủng thế nào, để giết được Phong Huyền vẫn hơi khó. Chương 3177 trẻ tuổi hiếu thắng, tràn đầy phong mang. Dù sao thì dưới sự hỗ trợ của ý chí hỏa diễm nhị phẩm, dù chỉ là hỏa ấn màu tím thì cũng không thua kém kim ấn quá nhiều. Mấu chốt vẫn là nhát kiếm đó. Chưa vào thiên phách đã tu luyện kiếm ý thông linh đến cảnh giới đại thành, điều này không thể tưởng tượng nổi. Không thua kém gì những yêu nghiệt nghịch thiên của giới vực cấp cao trong truyền thuyết cả. Nếu những người này biết chiêu kiếm này không phải giới hạn của Lâm Nhất thì không biết bọn họ sẽ nghĩ gì. Chỉ là một chiêu kiếm dùng kiếm ý thông linh đại thành mà thôi. Còn chưa sử dụng kiếm kỹ, kiếm ý của hắn còn có thể mạnh hơn thế nữa. Kiếm ý đã là viên mãn đỉnh phong từ lâu, chỉ còn thiếu nửa bước sẽ có thể bước vào thông thiên tam phẩm. Trong thành Lôi Hỏa, rất nhiều cường giả có tư cách độ kiếp giống Phong Huyền đều tỏ vẻ kiêng dè. Lâm Nhất có thể giết Phong Huyền, rõ ràng cũng có năng lực giết chết họ. Thành Lôi Hỏa lại xuất hiện một cao thủ. Cao thủ này còn mạnh mẽ một cách đáng sợ. Vừa đến thành Lôi Hỏa đã giết chết Phong Huyền, sau này sẽ còn ghê gớm hơn nữa. Trên quảng trường cự tượng, sau khi mấy người khác của Hỏa Vân giới lấy lại tinh thần thì đều tỏ vẻ cực kỳ hoảng hốt. Nhưng ánh mắt không có ý tốt đều nhìn về phía những người này, khiến bọn họ sợ đến mức sắc mặt tái mét. Bình thường Hỏa Vân giới rất hay đắc tội với người khác, bây giờ Phong Huyền chết, có thể tưởng tượng đến kết cục của bọn họ. Vụt! Mấy người họ không suy nghĩ thêm, vội vàng xoay người chạy trốn ra bốn phía. Lâm Nhất khẽ mỉm cười, không quan tâm đến những người này, bọn họ đã được định sẵn là không có thành tựu gì rồi, cũng không cần hắn giải quyết. Vù! Vào lúc những người khác không kịp phản ứng, hắn kéo túi trữ vật trên thi thể của Phong Huyền đến, giữ chặt trong tay. Công tử táng hoa Lâm Nhất của Huyền Hoàng giới, vừa mới đến đây, mong mọi người có thể chiếu cố. Lâm Nhất híp mắt, trên mặt mang theo nụ cười nhẹ nhàng, hắn chắp tay nói với xung quanh. Những người khác thoáng sửng sốt, sau đó mới lấy lại tinh thần, xem ra Lâm Nhất này cũng rất biết đối nhân xử thế. Cũng không vì giết chết Phong Huyền mà trở nên kiêu căng ngạo mạn, ít nhất là vẫn cư xử đúng mực. Có điều vừa nghe thấy bốn chữ kia, rất nhiều người ít nhiều gì đều lộ vẻ chua xót. Vừa đến đã giết chết Phong Huyền. Bọn họ đến thành Lôi Hỏa lâu như thế còn không dám nghĩ đến chuyện này. Trẻ tuổi hiếu thắng, tràn đầy phong mang. Trong đầu tất cả mọi người đều hiện lên tám chữ này. Nhưng hiếu thắng thì hiếu thắng, nhưng vẫn cư xử đúng mực, khiến mọi người chấp nhận dễ dàng hơn Phong Huyền. Chương 3178 không cần tiếc. Rất nhiều người lập tức nở nụ cười, vội vàng chắp tay đáp lễ. Con đường thông thiên luôn tàn khốc và thực tế như thế,
cá lớn nuốt cá bé luôn được thể hiện rõ ràng. Trước đó không lâu, mọi người còn muốn hóng chuyện, xem Lâm Nhất này bị Phong Huyền đánh chết như thế nào. Nhưng khi Lâm Nhất giết chết Phong Huyền, thái độ của họ lập tức thay đổi, trong mắt mọi người đều lộ vẻ kính nể. Phương Thiếu Vũ như đang nằm mơ, vừa đến thành Lôi Hỏa đã được kính trọng như thế, thực sự quá khó tin. Lâm Nhất tùy tiện kiểm tra túi trữ vật của Phong Huyền, nhìn sơ qua, chỉ đan tinh nguyên đã có ít nhất 30 vạn viên. Số lượng có hơi nhiều. Nếu hắn đoán không lầm, ít nhất một nửa số đan tinh nguyên mà mấy người nhóm Nam Cung Hạ vơ vét, cướp bóc đều rơi vào tay người này. Nhiều đan tinh nguyên như thế, e rằng phải tích lũy từ lúc con đường thông thiên xuất hiện. Chỉ nghĩ thôi đã thấy không dễ dàng gì, dẫu sao bình thường tu luyện cũng cần đan tinh nguyên, ít nhiều gì cũng phải chia cho những người khác ở Hỏa Vân giới một chút. Có lẽ Phong Huyền định để dành cho hắn ta độ kiếp, nhưng bây giờ tất cả đều bị Lâm Nhất lấy hết rồi. Phiền phức của Hỏa Vân giới hoàn toàn được giải quyết, còn thu hoạch được nhiều đan tinh nguyên như thế, tâm trạng của Lâm Nhất bây giờ rất tốt. Lúc này, hắn dẫn mấy người nhóm Phương Thiếu Vũ đi dạo qua phố phường trên quảng trường cự tượng này. Trước đó còn hơi lo lắng có lẽ đan tinh nguyên đang có sẽ không đủ, dù thích công pháp cấp tạo hóa cũng chưa chắc có thể mua. Bây giờ hoàn toàn không cần lo lắng nữa, chỉ sợ không bán mà thôi. Sau khi đi dạo khoảng nửa canh giờ trong phố phường, nét mặt mấy người nhóm Phương Thiếu Vũ đều trở nên chán chường. Đi dạo một vòng cũng không nhìn thấy công pháp cấp tạo hóa thượng phẩm, thậm chí ngay cả võ học cấp tạo hóa trung phẩm cũng cực kỳ hiếm hoi, lại còn rất đắt đỏ. Hay là tạm thời sử dụng công pháp cấp tạo hóa thượng phẩm để đột phá được không? Lâm Nhất cất tiếng dò hỏi. Thanh Tiêu Kiếm Quyết của hắn là công pháp cấp tạo hóa thượng phẩm hàng đầu, tiếc là không thể truyền thừa được, chuyện này liên quan đến giới hạn của Lâm Nhất. Một khi mấy người này bị bắt, công pháp rơi vào tay kẻ thù, thì kẻ thù sẽ có thể tìm ra sơ hở của nó, thậm chí còn phát hiện bí mật động trời của hai kiếm quyết mà Lâm Nhất tu luyện, như thế thì sẽ khá là phiền phức. Ba người nhóm Phương Thiếu Vũ hơi do dự. Công pháp tạo hóa trung phẩm đương nhiên cũng có thể nâng cao thực lực, nhưng dù sao vẫn không thể đạt đến yêu cầu của ba người họ. Huống hồ đan tinh nguyên còn là do Lâm Nhất bỏ ra, thật sự có hơi ngại. Lâm Nhất cười khẽ, nghiêm túc nói, đi thôi, đan tinh nguyên này cũng không phải của ta, không cần tiếc. Sau đó, hắn lặng lẽ dẫn mọi người đi tới trước một gian hàng. Chủ của gian hàng đến từ Phong Sát giới, một giới vực mạnh hơn Hỏa Vân giới rất nhiều, rất có tiếng tăm trong thành Lôi Hỏa. Tất cả công pháp tạo hóa và những báu vật khác bán ra đều đến từ các di tích tông môn lớn bên ngoài thành, nếu không có thực lực muốn lấy được báu vật ở trong đó cũng không phải chuyện dễ dàng. Chương 3179 chuyện khác thường chắc chắn có điều kỳ lạ. Giới vực có thể giành được công pháp tạo hóa trung phẩm chắc chắn là rất mạnh. Ta muốn mua huyết xa quyết này, theo giá cả trước đó là 13 vạn đan tinh nguyên. Lâm Nhất nói với thanh niên áo xám đứng trước gian hàng, trước đó đã hỏi giá, cho nên cũng đã biết rồi. Hai mắt thanh niên áo xám lập tức sáng lên, thật ra hắn ta ra giá hơi cao, nhưng đối phương lấy được túi trữ vật của Phong Huyền, hắn ta chắc chắn chỉ cần đối phương muốn mua thì nhất định mua nổi, quả nhiên không ngoài dự đoán. Công tử Táng Hoa đúng là một người sảng khoái. Ha ha ha. Thanh niên áo xám cười híp mắt nhận lấy túi trữ vật, lấy một cái nhẫn ngọc không chút tì vết ra, đưa tới. Trong quảng trường cự tượng vẫn có bán những công pháp tạo hóa trung phẩm khác, tiếc là đều có yêu cầu với thuộc tính tương ứng, không thể đồng thời thỏa mãn điều kiện của ba người. Nhìn tới nhìn lui, chỉ có huyết xa quyết này xem như phù hợp. Dù biết rõ bị chém giá, Lâm Nhất cũng chỉ có thể chấp nhận. Cố Phi trả đan tinh nguyên lại đi. Lúc này, có một thanh niên mặc áo gấm, hào hoa phong nhã, mày kiếm mắt sáng, khí thế hiện ngang bước ra từ trong mấy người của Phong Sát giới. Trong mắt Lâm Nhất có ánh sáng khác thường lóe lên, hắn nhận ra thanh niên áo gấm này. Hắn ta là thủ lĩnh Tần Phong của Phong Sát giới, cũng là một trong bốn người đạt đến thiên phách nhất trọng thiên ở quảng trường cự tượng, ngay cả hắn cũng phải kiêng dè. Nếu không vì mấy ngày qua có cường giả thiên phách nhất trọng thiên ở bên cạnh theo dõi, Lâm Nhất chiến đấu với Phong Huyền cũng không cần phiền phức như thế, thẳng thừng sử dụng kiếm ý thông linh viên mãn đỉnh phong, chỉ cần ba chiêu là thắng rồi.
tặng không một công pháp tạo hóa trung phẩm. Món quà này quý giá quá. Lâm Nhất nhận lấy đan tinh nguyên đối phương trả lời, trong mắt có ánh sáng lóe lên, hắn nói với đối phương. Coi như kết bạn. Tần Phong khẽ mỉm cười, bình tĩnh nói, ngươi có thể giết chết Phong Huyền, dù thực lực không bằng chúng ta, nhưng có lẽ cũng không thua kém quá xa. Huống hồ ngươi còn chưa vào thiên phách, tiền đồ vô hạn, đổi một công pháp tạo hóa trung phẩm để có một người bạn như ngươi, tính thế nào cũng thấy là ta lãi. Nói rất có lý, tiếc là ta không thiếu 13 vạn đan tinh nguyên này. Lâm Nhất cười nói, hắn cũng không muốn vô duyên vô cớ mắc nợ người khác. Quan trọng nhất là hắn muốn xem rốt cuộc đối phương muốn nói cái gì. Chắc chắn đối phương không chỉ đơn giản là muốn kết bạn với hắn, một cao thủ đã đột phá thiên phách cũng không cần thiết phải xem trọng hắn. Chuyện khác thường chắc chắn có điều kỳ lạ. Trong mắt Tần Phong chợt lóe lên ánh sáng đáng sợ, hắn ta lạnh lùng nói, một chút đan tinh nguyên như thế cũng có thể nói là mình không thiếu ư. Không thiếu đan tinh nguyên, vậy có thiếu công pháp tạo hóa thượng phẩm không? Có thiếu linh đan lục phẩm chỉ thiên huyền sư mới có thể luyện chế không? Có thiếu binh khí chứa đạo vận không? Có thiếu báu vật có thể nâng cao ý chí võ học không? Có thiếu võ học tạo hóa cấp bá chủ, cấp đế giả, cấp vương giả không? Có thiếu bức tranh ngộ đạo đại năng thượng cổ để lại không? Có thiếu mảnh vụn tinh tú rơi xuống không? Chương 3180 chỉ cần sơ suất sẽ phải mất mạng. Hắn ta liên tục hỏi ngược lại, vô số báu vật hiếm có lần lượt được hắn ta nói ra. Trong lòng Lâm Nhất hơi dao động, nhưng hắn vẫn bình tĩnh nói, ta không thích người nói chuyện vòng vo, có gì cứ nói thẳng, ta không tin ngươi có thể đưa ra những báu vật này. Tần Phong vẫn cười thản nhiên, ta cũng không cần đưa ra hết, ta chỉ cần biết là có nhiều hơn ngươi đã đủ khiến ngươi động lòng rồi. Nơi này không phải nơi nói chuyện, nếu ngươi dám, có thể đổi một nơi khác nói chuyện với ta. Lâm Nhất. Ba người nhóm Phương Thiếu Vũ đều cảm nhận được khí thế vô cùng mạnh mẽ của Tần Phong, thật sự ghê gớm hơn Phong Huyền nhiều. Người này dường như đã trải qua kiếp nạn sinh tử nào đó, khí phách và tầm nhìn cao hơn người khác. Thân thể cũng như được thiên địa gột rửa, đơn giản tự nhiên, nhưng lại chứa đựng phong mang, giống như một hung thú thượng cổ có thể nổi điên bất cứ lúc nào. Một người ngay cả Phong Huyền cũng dám giết mà không có chút can đảm này sao? Tần Phong cười giễu cợt, khiến người ta không biết rốt cuộc hắn ra đang nói khích Lâm Nhất hay thật sự coi thường hắn. Đợi ta ở đây. Lâm Nhất tự tin rằng mình có roi tử diễm lôi hoàng. Lá bài tẩy để thăng cấp thành đạo binh ở trong tay, cho nên không quá sợ đối phương sẽ giở trò. Đi theo ta. Tần Phong nở nụ cười, hắn ta lóe lên, biến mất ở trước mặt Lâm Nhất, tốc độ nhanh đến mức khiến người ta vô cùng ngạc nhiên. Lâm Nhất chỉ thoáng sửng sốt đã không thấy rõ bóng dáng của đối phương nữa, hắn vội vàng sử dụng đằng vân quyết đuổi theo. Vù, vù, vù. Tiếng xé gió liên tục vang lên. Nhưng đối phương đã đi trước một bước, từ đầu đến cuối vẫn chiếm được lợi thế. Lâm Nhất thúc giục công pháp đến mức tối đa, gần như bước đi trong hư không, cưỡi mây đạp giá, nhưng vẫn đuổi theo một cách khó khăn. Nửa khắc sau, Lâm Nhất dừng bước trên một mái hiên, hơi nhíu mày. Tần Phong ở phía trước chợt biến mất, tựa như bốc hơi khỏi nhân gian, không còn chút hơi thở. Oanh! Hắn không kịp đuổi theo đối phương. Trong thiên địa xuất hiện một luồng sát khí đáng sợ, bóng đêm đột nhiên buông xuống. Một bóng người bay đến từ trên không trung, nâng tay đánh mạnh một chưởng về phía Lâm Nhất. Không phải Tần Phong, đây cũng là một cường giả thiên phách nhất trọng thiên. Đối phương đã mai phục từ lâu, chính là đợi thời khắc này để hành động. Lâm Nhất lập tức cảm nhận được sự uy hiếp chí mạng, một chưởng này vô cùng nguy hiểm, chỉ cần sơ suất sẽ phải mất mạng. Một trường đã chuẩn bị từ trước, đánh tới từ trên không trung, chứa đựng uy lực không thể nào tưởng tượng nổi. Dù là Lâm Nhất trong lúc đuổi theo Tần Phong vẫn luôn chú ý cũng có chút không kịp đối phó. Oanh! Chương 3181 quả nhiên là đến thăm dò. Tiếng gió như sấm vang lên bên tai Lâm Nhất, mái tóc dài lập tức tung bay, uy áp lôi đình đi cùng với trường mang thoáng dừng lại nơi lồng ngực, đồng thời áp chế chân nguyên trong cơ thể Lâm Nhất. Dù là Thanh Tiêu kiếm quyết và Tử Diên kiếm quyết muốn thoát khỏi trói buộc cũng cần mất một giây. Nhưng sau một giây đó,
e rằng hắn cũng đã bỏ mạng rồi. Đây là thực lực của cường giả thiên phách nhất trọng thiên đó ư. Sau khi đột phá thiên phách đúng là cực kỳ đáng sợ. Soạt. Trong nháy mắt, hộp đựng kiếm trên lưng Lâm Nhất mở ra, kiếm táng hoa bắn ra một tấc. Vụt. Kiếm quang một tấc chứa đựng ánh sao rực rỡ, vào khoảnh khắc nó bộc phát, có vô số tinh quang phát ra như thủy triều, chiếu sáng rực khu vực này, cũng đánh tan uy áp trong quyền mang của đối phương, giam cầm bị phá vỡ, hai kiếm quyết lập tức vận chuyển nhanh chóng. Đây có thể xem là một cách khá liều mạng, nếu kiếm thế không thể đánh tan trưởng mang của đối phương, chân nguyên vẫn bị giam cầm, thì Lâm Nhất không chết cũng sẽ bị thương. Nhưng cuối cùng Lâm Nhất vẫn thắng, hắn vẫn khá tự tin với thành tựu kiếm đạo của bản thân. Đến lúc hắn cầm lấy kiếm táng hoa, chân nguyên trong người hắn đã cuồn cuộn dâng trào, có kiếm quang lúc xanh lúc tím không ngừng lóe lên. Keng! Mũi kiếm và trưởng mang va vào nhau. Thân kiếm táng hoa lập tức bị đè cong, nhưng vẫn không bị gãy. Ong, ong. Khi thân kiếm bị cong đàn hồi lại, nó tựa như lò xo, bộc phát ra kiếm uy dữ dội gấp mấy lần, đánh lên trên trưởng mang. Trong mắt người tấn công lộ vẻ ngạc nhiên, hắn ta nhanh chóng lùi lại. Đó là một thanh niên lạnh lùng mặc áo đen, đúng như dự đoán của Lâm Nhất, tu vi thiên phách nhất trọng thiên. Diêm Khôi huynh. Ta nói không sai chứ, với thực lực của Lâm Nhất vẫn dư sức đỡ một trưởng của huynh. Đúng lúc này, Tần Phong vừa biến mất lại xuất hiện một lần nữa, trên mặt mang theo nụ cười thản nhiên. Quả nhiên là đến thăm dò. Lâm Nhất hiểu ra, hắn cất kiếm vào trong hộp, cười như không cười nhìn người áo đen kia. Người áo đen kia chắp tay sau lưng, ánh mắt nhìn về phía Lâm Nhất có ánh sáng lạnh lóe lên. Sắc mặt hắn ta thay đổi không ngừng. Một lúc lâu sau đó mới nói, có thể giết chết Phong Huyền thật sự rất ghê gớm, ta thu hồi lời từng nói với huynh trước đó. Trên bàn tay để sau lưng của hắn ta có máu tươi không ngừng chảy ra, lòng bàn tay có một vết rách rất sâu. Dù đoán được đối phương chỉ muốn thăm dò, nhưng khi ra chiêu kiếm khi nãy, Lâm Nhất cũng không hề nương tay, có qua mà không có lại thì vô lễ lắm. Bây giờ Tần Phong xuất hiện, thanh niên áo đen muốn nổi giận cũng chỉ có thể nhịn. Hắn ta chắc chắn phải chịu thiệt thòi. Chương 3182 biết không nhiều lắm. Tần Phong cười nói, Lâm huynh, thật ngại quá, khi nãy đã đắc tội rồi. Người này là Diêm Khôi huynh của Lưu Quang Giới, muốn làm quen với huynh, khi nãy chỉ muốn thăm dò thôi, huynh đừng để bụng. Ta không sao. Nét mặt Lâm Nhất rất bình tĩnh, hắn cười nhạt, dù sao người chịu thiệt thòi cũng không phải hắn. Lâm huynh vừa đến đây, không biết có từng nghe nói đến Nhật Diệu Chi Linh không, Tần Phong cũng không vòng vo mà nói thẳng. Trong lòng Lâm Nhất lập tức xuất hiện dao động, theo tin tức mấy người nhóm Phương Thiếu Vũ thu thập cũng không điều tra được chi tiết về Nhật Diệu Chi Linh đó. Lần này hắn đến đây, ngoài việc giải quyết phiền phức của Hỏa Vân Giới, mục đích lớn nhất là muốn biết rõ rốt cuộc Nhật Diệu Chi Linh đó ẩn giấu bí mật gì. Biết không nhiều lắm. Lâm Nhất ngẫm nghĩ, sau đó thành thật nói. Tần Phong và Diêm Khôi đưa mắt nhìn nhau, sau đó cười nói, chuyện này nói ra thì hơi dài, ta chỉ nói đơn giản thôi. Toàn bộ con đường thông thiên chia làm 4 khu vực, Thương Long, Chu Tước, Huyền Vũ, Bạch Hổ. Dù ở trong khu vực nào, chỉ cần đi về phía trước, cuối cùng sẽ đến điểm cuối của con đường thông thiên. Các khu vực lớn đều có một kho báu lâu đời, ẩn mình bên trong bí cảnh bị phong ấn, 4 bí cảnh này được gọi là tứ đại cấm giới. Muốn mở ra cấm giới trong khu vực của mình phải thu thập đủ thất diệu chi linh, lần lượt là kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, nhật, nguyệt. Lâm Nhất đăm chiêu suy nghĩ, nhật diệu chi địa có nhật diệu chi linh, hỏa diệu chi địa có hỏa diệu chi linh, nguyệt diệu chi địa có nguyệt diệu chi linh. Diêm Khôi ngẩng đầu nhìn hắn, người cũng thông minh đấy, nói thì phức tạp, nhưng thật ra là rất đơn giản. Mỗi một khu vực lớn chia thành 7 vùng tinh diệu chi địa. Mỗi vùng tinh diệu chi địa sẽ có một loại tinh diệu chi linh. Chúng ta đang ở khu Thường Long, nơi có ánh mặt trời bao phủ, cũng là nơi bắt nguồn của nhật diệu chi địa. Nếu thế, hai vị đã biết nơi sản sinh nhật diệu chi linh rồi sao? Lâm Nhất cất tiếng hỏi. Tần Phong gật đầu, 3 ngày trước, tin tức đã được lan truyền ở giới vực trung cấp, hôm nay toàn bộ nhật diệu chi địa có thể nói là đang âm thầm sao động.
cường giả đứng đầu của các long thành cũng đang âm thầm kêu gọi người. Không giấu gì huynh, lúc trước Phong Huyền này đã được chúng ta chiêu mộ rồi. Chẳng trách sẽ tìm đến hắn, Lâm Nhất Thầm nói trong lòng, hóa ra là vì người kia bị hắn giết. Ta và Diêm Khôi cũng không ngờ Phong Huyền này nói chết là chết, ngay cả cơ hội thương lượng cũng không có, Tần Phong nhìn Lâm Nhất bằng ánh mắt sâu xa, sự quyết đoán khi giết người của đối phương thật sự vượt ngoài dự liệu của mọi người. Chẳng lẽ hai vị đang muốn trả thù cho hắn à? Lâm Nhất nhướng mày, nói với giọng điệu như đùa giỡn. Đương nhiên là không rồi, Lâm Huynh cứ đùa. Nói đi cũng phải nói lại, danh tiếng của Phong Huyền này thật sự không được tốt lắm, chiếm đoạt địa bàn chèn ép thiên tài của giới vực cấp bậc thấp hơn, người của giới vực trung cấp thông minh sẽ không làm như thế. Tần Phong giải thích, nhưng Phong Huyền này thật sự cũng có chỗ hơn người, trong mấy người có tư cách độ kiếp ở thành lôi hỏa, hắn ta là người có cơ hội thành công đột phá thiên phách nhất. Nhìn nét mặt của hai người cũng không giống đang nói dối. Nếu thật sự nhìn chúng Phong Huyền này, hai người chỉ cần để lộ chút sát khí là có thể cứu đối phương khỏi Lâm Nhất rồi. Ít nhất bây giờ, Lâm Nhất vẫn chưa muốn trở mặt với cường giả thiên phách nhất trọng thiên. Trong tay có lá bài tẩy là roi tử diễm lôi hoàng, hắn không sợ những người này, nhưng cố gắng không sử dụng lá bài tẩy như thế vẫn tốt hơn. Chương 3183 Diêm Khôi cũng trông rất nghiêm túc. Vùng đất nguy hiểm nơi sinh ra Nhật Diệu Chi Linh có vô số bảo vật, có lẽ võ học tạo hóa thượng đẳng, linh dược, dị bảo, thần văn mà huynh cần đều có rất nhiều. Mặt khác, nơi tinh Diệu Chi Linh bao phủ nhất định sẽ có kỳ hoa hiếm thấy sinh ra, kỳ hoa do Nhật Diệu Chi Linh sinh ra có thể là lưu quang kim tràn. Lưu quang kim tràn. Đầu óc Lâm Nhất như nổ tung, không ngờ lại là lưu quang kim tràn, đây là một loại kỳ hoa cực kỳ hiếm thấy. Ở huyền hoàng giới nó tương đương với một truyền thuyết, giới vực không tồn tại hàng nghìn hàng vạn năm thì không thể sinh ra được. Loài hoa này có sức hấp dẫn chí mạng đối với bất cứ võ giả nào, chỉ cần luyện hóa một cánh hoa sẽ có thể đột phá bình cảnh trong cảnh giới võ đạo. Nếu là loại nhiều năm tuổi, thậm chí còn có thể dễ dàng đột phá bình cảnh trên thiên phách. Nó còn là liều thuốc đại bổ đối với các võ giả thuộc tính hỏa. Đối với Lâm Nhất, nó còn có thêm một tác dụng khác. Kiếm táng hoa của hắn đã không được nuôi dưỡng từ lâu, kỳ hoa bình thường khó có thể đạt tới tác dụng nuôi dưỡng, để tiến bộ một bước hầu như không gì có thể. Nếu có thể tiến thêm một bước thì nó sẽ trở thành đạo binh. Tim Lâm Nhất đập loạn xạ, hắn không thể nào sinh lòng kháng cự đối với cám dỗ này. Ở một mức độ nào đó, táng hoa chính là tính mạng thứ hai của Lâm Nhất, vui buồn có nhau, sống chết có nhau. Số phận gắn kết bên nhau. Tần Phong ngạc nhiên, trước đó Lâm Nhất vô cùng bình tĩnh, vừa nghe thấy lưu quang kim chản là không giữ được bình tĩnh, lạ thật. Bỗng nhiên hắn ta nghĩ đến hỏa vân phần thiên thủ của hỏa vân giới mà hắn đang tu luyện. Thiên phú ấy còn lợi hại hơn cả Phong Huyền, có thể là hắn muốn dùng lưu quang kim chản này để cường hóa hỏa vân phần thiên thủ. Hơn nữa, võ học tạo hóa thượng phẩm này còn có thể được hắn tu luyện đến hóa cảnh. Cảnh giới cao hơn viên mãn. Nghĩ tới đây, Tần Phong tỏ ra đã hiểu, cười bảo, lưu quang kim chản này không có tác dụng lớn đối với chúng ta, không có mâu thuẫn gì với Lâm Huynh. Có điều hiện giờ ở Nhật Diệu Chi Địa, có hàng trăm hàng nghìn giới vực trung đẳng tập trung quanh các đại long thành, trong đó không thiếu cao thủ đã độ kiếp thiên phách, khó bảo đảm những người này không có hứng thú với lưu quang kim chản. Lâm Nhất hít một hơi thật sâu. Không ngờ tâm cảnh của mình lại xuất hiện sơ hở vì đóa kỳ hoa này, bị đối phương nhìn ra manh mối. Không sao, hắn cũng không muốn che giấu tình cảm chân thành mà mình dành cho táng hoa, dù sao Tần Phong và Diêm Khôi cũng không thể đoán được nguyên nhân cụ thể. Sau một lúc trò chuyện vui vẻ, Tần Phong chính thức gửi lời mời, Lâm Huynh, 7 ngày sau chúng ta sẽ lên đường. Nếu Huynh có hứng thú thì có thể đi cùng với chúng ta. Dù sao thì thêm một người cũng dễ giúp đỡ lẫn nhau hơn. Nếu hai vị đã có lòng thì ta cũng không có gì phải kiểu cách. Lâm Nhất cười điềm tĩnh, chắp tay cáo từ. Nhìn bóng lưng Lâm Nhất rời đi, nụ cười trên mặt Tần Phong dần biến mất, Diêm Khôi cũng trông rất nghiêm túc. Một lát sau, Diêm Khôi mới chậm rãi nói, tiểu tử này thú vị đấy, mới nói vài câu mà đã làm như ta đang cầu xin hắn. Lúc trước Phong Huyền như một con chó. Trước kiêu ngạo sau cung kính, làm gì dám ra oai.
Tần Phong nhìn hắn ta, ngạc nhiên đáp, thế này không giống với phong cách của huynh, trước đây nếu huynh không thích thì sẽ không đợi người ta đi xa mới nói. Diêm Khôi không trả lời, lỗ thủng trong lòng bàn tay đặt sau lưng đã mở đi rất nhiều. Chương 3184 có lẽ là vậy. Nhưng vết máu đỏ tươi trên bàn tay trắng nõn vẫn vô cùng bắt mắt. Huynh bị thương à? Tần Phong khẽ biến sắc, chợt nhận ra là hắn ta bị thương lúc thăm dò Lâm Nhất. Điều này hơi đáng sợ, võ giả đã độ kiếp thiên phách, cơ thể đã được thiên địa tôi luyện, không phải thiên phách bình thường có thể so sánh. Không ngờ một nhát kiếm của Lâm Nhất lại có thể làm Diêm Khôi bị thương. Mặc dù trong đó có nguyên nhân là hắn ta chưa dùng hết toàn lực, nhưng nghĩ đến việc đối phương chưa bước vào thiên phách, nghĩ thế nào cũng thấy không rét mà run. Cố gắng đừng đối địch với người này, đợi đến khi hắn thăng cấp lên thiên phách thì không biết sẽ mạnh đến mức nào. Ánh mắt Tần Phong chợt lóe, hồi lâu sau hắn ta mới nghiêm túc nói. Diêm Khôi cũng không để tâm, cười đáp, ít nhất là bây giờ hắn chưa bước vào thiên phách, dù có thăng lên thiên phách thì vẫn còn cách độ kiếp rất xa. Muốn đổi khách thành chủ là chuyện hầu như không thể, trước mắt vẫn phải dựa vào chúng ta nhiều hơn. Thật ra loại người này là thích hợp nhất, từ đầu đến cuối đều nằm trong tầm kiểm soát của chúng ta, trở mặt cũng không cần sợ. Trên quảng trường cự tượng, thấy Lâm Nhất trở về, ba người đều thở phào nhẹ nhõm. Mấy vị mới đến, chắc hẳn vẫn chưa có chỗ đặt chân, những nơi tốt xung quanh quảng trường cự tượng đều đã bị giành. Nếu không ngại thì mấy vị có thể đến khu vực của phong sát giới ta. Khu trung tâm thành và khu biên giới vẫn có chênh lệch rất lớn. Thanh niên bán võ học tạo hóa trước đó mỉm cười nói với nhóm người Lâm Nhất. Vậy ta xin cảm ơn trước. Lâm Nhất cũng không từ chối, dẫn ba người Phương Thiếu Vũ đi về phía khu vực của phong sát giới. Trên đường đi, hắn kể lại cho ba người nhóm Phương Thiếu Vũ nghe những gì mình đã nói với Tần Phong và Diêm Khôi trước đó. Ba người suy tư một lúc, Trúc Thanh Sơn mới lên tiếng, ba người này có tin được không? Sao ta lại cảm thấy trước đó họ đi tìm Phong Huyền là chỉ coi hắn ta như con chốt thí thôi nhỉ? Nơi Nhật Diệu Chi Linh sinh ra sẽ có rất nhiều nguy hiểm, nếu có con chốt thí đi thăm dò trước thì sẽ an toàn hơn nhiều cho đám người Tần Phong. Có lẽ là vậy. Lâm Nhất không nói đúng sai. Hắn cũng không có thiện cảm lắm về hai người này, đặc biệt là khi Diêm Khôi tung chiêu không nương tay chút nào. Nếu hắn yếu hơn một chút thì đã bị trưởng chết rồi. Vết thương do kiếm để lại trong lòng bàn tay cũng là lời cảnh cáo Lâm Nhất dành cho hắn ta. Nếu hắn ta thật sự coi hắn là con chốt thí, vậy thì vết thương do táng hoa để lại sẽ không chỉ xuất hiện ở lòng bàn tay. Hai phe hợp tác chung quy cũng chỉ vì lợi dụng lẫn nhau. Để có được tư cách ngang nhau thì phải xem thực lực của mình, đừng nói là con chốt thí, một số người còn không có tư cách làm con chốt thí. Nhưng nếu thực lực đủ mạnh thì sẽ tự nhiên loại bỏ suy nghĩ này của đối phương, thậm chí còn không dám nghĩ. Chương 3185 kiếm vẫn chưa đủ nhanh. Phương Thiếu Vũ suy tư hồi lâu mới nói. Hình như tên Tần Phong này đã che giấu một số thông tin quan trọng, hắn ta chưa nói cho người biết nơi Nhật Diệu Chi Linh sinh ra. Lâm Nhất bình tĩnh tiếp lời, trước mắt chỉ có những giới vực có cao thủ thiên phách nhất trùng thiên mới biết nơi Nhật Diệu Chi Linh sinh ra. Lần đầu gặp nhau, hắn ta che giấu cũng coi như bình thường, ta cũng không hoàn toàn tin tưởng vào hắn ta. Nhật Diệu Chi Địa tập trung hàng trăm, hàng nghìn giới vực trung đẳng. Nhân vật cỡ như Phong Huyền đặt ở thành Lôi Hỏa còn tạm được, nhưng nếu ở Nhật Diệu Chi Địa thì hoàn toàn chẳng là gì cả. Chỉ khi nào độ kiếp thiên phách, đạt tới thiên phách nhất trùng thiên mới có thể có chỗ đứng ở Nhật Diệu Chi Địa. Nhật Diệu Chi Linh không quá cấp bách đối với Lâm Nhất, thứ mà hắn thực sự quan tâm là Lưu Quang Kim Trản, loại kỳ hoa hiếm thấy có thể giúp kiếm táng hoa biến thành đạo binh kia. Nhưng Tần Phong nói cũng rất đúng. Số người mơ ước Lưu Quang Kim Trản này chắc chắn sẽ nhiều không kể xiết, trong đó sẽ khó tránh được kẻ địch mạnh, có lẽ cao thủ mạnh hơn Tần Phong và Diêm Khôi cũng có thể có. Kiếm vẫn chưa đủ nhanh. Lâm Nhất nhắm mắt lại, trong mắt bắn ra tia sáng sắc lạnh. Nếu thực lực đủ mạnh thì không cần phức tạp như vậy, cứ cho một nhát kiếm là được. Nhật Diệu Chi Địa nho nhỏ còn phiền phức như thế. Đợi đến Thương Long cấm giới đối mặt với yêu nghiệt của giới vực cao đẳng sẽ tới mức nào?
Con đường thông thiên đã được định sẵn rằng vô cùng tàn khốc, đừng nói là không tiến át lùi, chỉ cần sự tiến bộ của ngươi chậm hơn người khác thì đã là đang lùi. Thực lực không đủ, đừng nói là gặp phải yêu nghiệt của giới vực cao đẳng, chỉ sợ gặp Vũ Hạo Thiên thôi cũng đã quá sức. Nghĩ đến Vũ Hạo Thiên, mối họa âm hồn không tan này, áp lực trên người Lâm Nhất lại lớn hơn rất nhiều. Chiêu kiếm tất sát của Thanh Tiêu kiếm quyết không được có sai lầm, mình phải nắm giữ ý nghĩa thật sự của nó trong vòng 7 ngày này mới được. Lâm Nhất nói thầm trong lòng. Hai ngày sau, màn đêm buông xuống, thành lôi hỏa vẫn sáng choang dưới sự che chở của cự tượng thần long. Tại khu vực của phong sát giới, trong một ngôi nhà thoạt nhìn có vẻ bình thường nhưng thật ra có khung cảnh hoàn toàn khác biệt. Nơi đây linh khí thiên địa dồi dào, thậm chí ở sân sau còn có linh trì to vừa phải, hòn non bộ, đình đài và hành lang quanh co. Dưới nền đất ngôi nhà còn có một không gian rộng lớn hơn, nơi này không chỉ có phòng tu luyện kết hợp linh trận mà còn có sàn diễn võ rất lớn. Trong một căn phòng khói xanh lượn lờ, ánh đèn chập chờn. Lâm Nhất đang ngồi khoanh chân trên bồ đoàn trong linh trận, trong trận pháp chứa đầy đan tinh nguyên đã hấp thu sạch sẽ. Soạt, phần còn lại của những viên đan tinh nguyên này đang bay múa như đom đóm, phát ra ánh sáng dịu dịu. Lâm Nhất mở mắt ra, thở mạnh một hơi, trong mắt có tia sáng lóe qua rồi biến mất. Trong hai ngày nay, hắn không vội vàng tu luyện chiêu kiếm tất sát của Thanh Tiêu thập tam kiếm, mà là tiếp tục củng cố Thanh Tiêu kiếm quyết đã thăng đến tầng 9 và Tử Diên kiếm quyết đã đạt tới tầng 13. Sau khi hai đại kiếm quyết dung hợp đã thể hiện sự hoàn chỉnh xưa nay chưa từng có, tạo ra dị tượng hoa Tử Diên nở trên cây Thanh Tiêu. Chương 3186 tu vi cảnh giới còn quá thấp. Lâm Nhất cảm nhận được sức mạnh vô cùng lớn từ dị tượng này, rõ ràng cảm giác được Tử Diên kiếm quyết được bù đắp rất nhiều. Tử Diên kiếm quyết mới dường như ẩn chứa sức mạnh đáng sợ hơn, có thể so sánh và thậm chí là vượt qua cả tiềm năng của công pháp cấp bá chủ. Sức mạnh mà hiện tại Lâm Nhất có thể sử dụng chỉ là một phần nhỏ, chưa thể khống chế hoàn toàn dị tượng này. Chỉ khi nào tu luyện đến cảnh giới cao nhất, sức mạnh ấy kinh khủng đến mức nào, bản thân Lâm Nhất cũng không dám tưởng tượng. Mỗi cánh hoa đều là kiếm khí Tử Diên, mỗi nhánh cây đều là một thanh kiếm Thanh Tiêu sắc bén. Một khi thần thụ đong đưa theo gió, vạn kiếm tranh vang, vạn hoa nở rộ. E rằng ngay cả cao thủ thiên phách nhị trùng thiên cũng sẽ bị chém thủng trăm nghìn lỗ chỉ trong nháy mắt. Nhưng khả năng lớn hơn là, sức mạnh này còn chưa phóng thích, bản thân Lâm Nhất đã tự nổ tung. Tu vi cảnh giới còn quá thấp. Lâm Nhất đứng dậy lẩm bẩm, hắn đối đầu với Tần Phong và Diêm Khôi còn có thể đối kháng bằng hai đại kiếm quyết. Nhưng đối đầu với cao thủ thiên phách nhị trùng thiên, chỉ sợ dù có kiếm ý hỗ trợ cũng khó có thể ngăn được, chênh lệch về tu vi quá lớn. Cảnh giới không thể vội vàng, tài nguyên cần quá nhiều, ít nhất cũng phải 100 vạn viên đan tinh nguyên mới có thể thăng cấp lên thiên phách. Không thể thăng lên thiên phách, còn phải nâng cao sức chiến đấu, vậy thì chỉ có thể tu luyện chiêu kiếm tất sát của Thanh Tiêu thập tam kiếm. Thanh Tiêu kiếm quyết gồm 13 kiếm, kiếm thứ 10, kiếm thứ 11. Kiếm thứ 12 được gọi là chiêu kiếm tất sát. Không ra thì thôi, ra phải thấy máu phong hầu, nhất kiếm tất sát. Nếu chỉ yêu cầu tiểu thành thì Lâm Nhất đã có thể luyện thành từ lâu, nhưng hắn luôn tìm hiểu ý nghĩa thật sự của kiếm. Nếu không luyện thì thôi, một khi đã luyện thì phải thấu hiểu tường tận, biến kiếm pháp do người đi trước để lại thành sát chiêu chân chính phù hợp với bản thân mình. Lâm Nhất lấy ngọc giản kiếm quyết ra dán lên ấn đường. Xem lại một lần nữa. Năm đó tiền bối kiếm vô nhai chỉ nhìn thoáng qua đã thấy được phong thái của thần thụ Thanh Tiêu sừng sững giữa trời đất, từ đó có điều ngộ ra mới sáng tạo ra Thanh Tiêu kiếm quyết này. Nếu chiêu kiếm tất sát này được miêu tả bá đạo như thế, năm đó thần thụ Thanh Tiêu chắc chắn đã thể hiện phong thái vô địch. Một cây thần thụ sao có thể như thế? Lâm Nhất bỏ ngọc giản xuống, trầm tư suy nghĩ, đây không phải lần đầu tiên hắn lĩnh ngộ. Hắn đã suy nghĩ rất lâu về ba chiêu kiếm tất sát, thật ra trong lòng đã có câu trả lời mơ hồ, thậm chí có thể bảo đảm đúng hơn 90%. Nhưng sau khi Thanh Tiêu kiếm quyết và Tử Diên kiếm quyết hoàn toàn dung hợp với nhau, Lâm Nhất đã tạm dừng lĩnh ngộ. Nếu Thanh Tiêu kiếm quyết đã dung nhập vào Tử Diên kiếm quyết thì chắc chắn nó không phải kiếm quyết do tiền bối kiếm vô nhai sáng tạo năm đó, tất nhiên phải có điểm khác biệt.
Vậy nếu hắn muốn tu luyện ba chiêu kiếm tất sát này thì cần phải bắt đầu từ Tử Diên kiếm quyết, nếu không sẽ rơi vào dạng thường. Kiếm thứ 10 tên là kén lôi, phong lôi như xương, kiếm khí như tơ, tự chui vào kén. Kiếm thứ 11 tên là thanh liên, phong lôi như mưa, kiếm khí như hồ, lá rụng thành sen. Kiếm thứ 12 tên là nhật nguyệt, thanh tiêu vân thượng, phong lôi cùng nổi, nhật nguyệt cùng sáng. Đây là ba chiêu kiếm tất sát của thanh tiêu thập tam kiếm, mỗi chiêu kiếm đều cực kỳ đáng sợ, làm cho chiêu kiếm tất sát này không phụ danh tiếng của nó, một kiếm giết người như cắt cỏ. Chương 3187 kén lôi, thanh liên, nhật nguyệt. Kén lôi là cô đọng kiếm khí phong lôi thành sương mù, sau đó cô đọng thành tơ. Kiếm khí mỏng như tơ tằm nhưng lại sắc bén một cách không thể tưởng tượng nổi. Một kiếm tung ra, sương mù ngập trời, kiếm khí như tơ, giết người không thấy máu, trời đất bao la chỉ còn kén lôi. Còn thanh liên là phong lôi như mưa, mỗi giọt mưa rơi xuống đều ẩn chứa kiếm khí phong lôi do thanh tiêu kiếm quyết tu luyện đến cực hạn. Nước mưa tụ thành hồ nước, khi lá trên thần thụ thanh tiêu rơi xuống sẽ biến thành hoa sen nở rộ, được gọi là thanh liên. Một khi kiếm tung ra, phong lôi như mưa, lá rụng thành sen, nước chảy hoa nở, chớp mắt vĩnh hằng. Còn riêng về 12 kiếm này thì lại càng thêm kinh người, trong lúc nhất thời, cảnh tượng trước mắt rộng lớn, mạnh mẽ, ầm ầm sóng dậy như cảnh tượng mà tiền bối kiếm vô nhai nhìn thấy. Thanh tiêu vân thượng, phong lôi diễn hóa thành nhật nguyệt, kiếm ý phong diễn hóa thành nhật, kiếm ý lôi diễn hóa thành nguyệt, dùng lực lượng thần thụ khiến nhật nguyệt tương đồng. Kiếm tất sát hiển nhiên mạnh hơn so với bá trảm thiên hạ cùng kiếm phá sơn hà. Dù sao đây cũng là kiếm pháp chí cao phối hợp kiếm quyết, trong đó ẩn chứa ý tượng nguyên vẹn, không phải bá kiếm hay trần quang kiếm pháp có thể so sánh được, nhưng đạo thuộc về nó lại ở phương nào. Tử Diên kiếm quyết của ta không thể đứng xem như người ngoài được, vậy thì thật đáng tiếc. Thanh tiêu tại thụ, Tử Diên hoa khai. Thanh tiêu tại thụ, Tử Diên hoa khai. Lâm Nhất lẩm bẩm. Tóc hắn rối bù, mắt đỏ thẫm, tay nắm chặt ngọc giản như phát điên. Lâm Nhất đã trầm tư suy nghĩ trong mật thất mà không hề động đậy dù chỉ một chút. Lưng hắn đeo hộp đựng kiếm, tay cầm ngọc giản, hệt như một bức tượng điêu khắc, cứ thế rằng co suốt 3 ngày. Nghĩ ra rồi. 3 ngày sau, Lâm Nhất đột nhiên cười to, trong tiếng cười ẩn chứa một chút gì đó sảng khoái cùng vui mừng khó có thể tả. Ha ha ha. Thanh tiêu tại thụ, Tử Diên hoa khai. Dưới gầm trời này, một kiếm chạm xuống. Đây chính là đạo của ta, tâm tưởng của ta, con đường ta đi nhất định có gió tanh mưa máu, sao phải cúi đầu. Dưới gầm trời này, một kiếm chạm xuống. Hai mắt Lâm Nhất răng kín tơ máu, ánh sáng trong mắt bắn ra, sắc mặt hắn lộ vẻ phấn khích không thôi. 3 ngày qua, rốt cuộc hắn cũng nghĩ thông suốt nên làm thế nào để dị tượng thanh tiêu tại thụ. Tử Diên hoa khai dung hợp với ba kiếm tất sát này. Đó chính là dùng kiếm ý bất diệt chi phối cả ba kiếm tất sát, dung hợp vào dị tượng hào hùng kia. Tiền bối kiếm vô nhai sáng tạo ra ba kiếm tất sát đã có uy lực đủ khủng bố, không cần phải tốn công cải thiện, mà chỉ cần đem đạo tâm của chính mình, một lòng hướng kiếm của bản thân dung nhập vào đó là được. Hoặc là đem ba kiếm tất sát này dung hợp vào một lòng hướng kiếm của Lâm Nhất. Ba kiếm tất sát đã dung hợp vào Tử Diên kiếm quyết của ta, vậy cũng phải đổi lại tên mới được, Lâm Nhất lẩm bẩm. Sau một hồi trần tư, hắn chợt nói, vậy gọi là Trảm Thiên Tam kiếm đi. Thanh tiêu tại thụ, Tử Diên hoa khai. Dưới gầm trời này, một kiếm chạm xuống. Trảm Thiên Tam kiếm chắc chắn sẽ nổi danh khắp Nhật Diệu chi địa, phát ra hào quang thuộc về Lâm Nhất trên thiên lộ. Kén lôi, thanh liên, nhật nguyệt. Phối hợp cùng thanh tiêu tại thụ, Tử Diên hoa khai, lại được chi phối bởi kiếm ý bất diệt của Lâm Nhất, đó chính là Trảm Thiên Tam kiếm thuộc về chính hắn. Chương 3188 chính là như vậy. Mỗi một kiếm trong ba kiếm này đều có thể sánh ngang, thậm chí vượt trội hơn cả uy lực của võ kỹ tạo hóa cấp bá chủ, hơn nữa, ẩn chứa kiếm ý của hắn lại càng tiến thêm một bước. Dù là ở phương đại thế kia thì võ học tạo hóa cao cấp cũng là tồn tại vô cùng hiếm có. Ngoại trừ tông phái siêu cấp, các thế lực khác muốn có được, e rằng không chỉ có tài lực là đủ, mà phải cần cả cơ duyên nữa. Trên thiên lộ, có lẽ chỉ có tồn tại ở giới vực cao cấp mới có được võ học tạo hóa cao cấp.
Nếu Lâm Nhất nhớ không lầm, nhập môn võ học tạo hóa cao cấp cực cao, ít nhất phải là thiên phách tầng thứ nhất đỉnh phong, thậm chí nên là thiên phách tầng thứ hai mới được xem là giảm bớt lo âu về sau. Nếu không, tùy tiện tu luyện có thể sẽ tẩu hỏa nhập ma, còn chưa tổn thương ai thì đã tự phế chính mình. Ví dụ như dị tượng thanh tiêu tại thụ, tử diên hoa khai, rõ ràng hắn có thể cảm nhận được lực lượng hùng hậu ẩn chứa trong đó, nhưng lại không dám bộc lộ ra, chưa đạt đến cảnh giới, không cách nào sử dụng lực lượng không thuộc về mình, bằng không chắc chắn sẽ khiến thân thể quá tải. 7 ngày ước hẹn còn lại 2 ngày, vậy cũng đủ rồi. Lâm Nhất cất kỹ ngọc giản, thì thào nói. Với tư cánh là kiếm pháp tạo hóa thượng phẩm chí cao, theo lý mà nói, 2 ngày chắc chắn không thể tu luyện được. Tư chất kém một chút, có khi phải mất mấy tháng, thậm chí nửa năm. Tuy nhiên, với Lâm Nhất thì hắn đã tham ngộ từ lâu, bất kỳ lúc nào cũng có thể từ tiểu thành lên đại thành, chỉ là hắn mãi vẫn không ngộ ra chân ý trong đó. Nhưng hiện tại, hắn không chỉ tham ngộ được chân ý, mà còn dung nhập nó vào chính cảm ngộ của mình, hiển nhiên, chuyện tu luyện sẽ thuận buồm xuôi gió. 10 năm khổ tu, một khi ngộ ra, chính là như vậy. Trước tiên, Lâm Nhất sẽ luyện kén lôi, đây là thức thứ 10 trong thanh tiêu thập tam kiếm, cần cô đọng kiếm ý phong lôi thành sương mù, sau đó lại cô đọng thành sợi tơ. Cần có kiếm ý cực kỳ mạnh mẽ mới có thể khống chế một cách tỉ mỉ và tinh tế được. Với kiếm ý thông linh viên mãn đỉnh phong của hắn thì đương nhiên là dư xài, cũng không cần tốn quá nhiều công sức. Sau khi thử một phen, sâu trong đôi mắt ẩn chứa kiếm ý mênh mông bỗng chốc nổi lên hơi nước mù mịt. Đôi mắt trong trẻo và sáng người của hắn bị sương mù bao phủ, nhìn như một ngôi sao mờ ảo giữa đêm đen, sáng chói lóa, nhìn thì có vẻ rất gần nhưng lại ở xa tận chân trời. Kiếm. Lâm Nhất phung tay. Nắm chặt lấy kiếm táng hoa vừa ra khỏi vỏ. Ở tử phủ chỉ có thân thần thụ thanh tiêu, 108 nhánh cây đã gãy 1/3, những nhánh cây bị đứt gãy lập tức hòa tan thành kiếm khí phong lôi vô cùng hung hãn dưới sự thúc dục của hai môn kiếm quyết. Khoảnh khắc toàn bộ kiếm khí rót vào thân kiếm táng hoa, hào quang chiếu rọi. Lôi quang chói mắt làm bừng sáng diễn võ trường bên dưới, khắp nơi đều là lôi quang. Kiếm trong tay hắn hệt như một mặt trời lôi đình, khiến người ta không dám nhìn thẳng. Cảm nhận được lực lượng hùng hậu ẩn chứa trong kiếm, sắc mặt Lâm Nhất vô cùng tỉnh táo, khẽ nói, phong. Kiếm khí phong trong kiếm khí phong lôi lập tức bùng nổ, xé lực lượng lôi đình thành mảnh vụn, cùng lúc đó, kiếm ý bất diệt của Lâm Nhất vọt ra, khiến cho lôi quang vỡ vụn, tan ra, kế tiếp hắn lại dùng kiếm ý cô đọng nó thêm một bước nữa. Chương 3189 lần thứ mấy rồi. Khi hắn chém ra một kiếm, kiếm khí phong lôi hóa thành sương mù đầy trời, chỉ trong một nhịp thở đã lấp đầy toàn bộ diễn võ trường dưới mặt đất. Kiếm khí như tơ. Đến giai đoạn mấu chốt nhất, sắc mặt Lâm Nhất trở nên nghiêm túc hơn bao giờ hết, kiếm ý bất diệt, bão táp không ngớt. Sương mù không ngừng được tích xúc và cô đọng, chẳng mấy chốc, đã rút lại còn một nhúm lôi quang bé cỡ bằng đầu ngón tay. Khi kiếm ý đạt đến thông linh đại thành, mới cô đọng được kiếm tơ lôi quang có kích cỡ trăm trượng. Kiếm tơ màu tím mảnh như sợi tóc, một số gần như trong suốt, chỉ khi hào quang lóe lên mới thoáng hiện, hệt như ảo ảnh. Ông! Kiếm tơ khẽ động, sợi tơ như dây đàn khảy lên, lập tức có vô số hạt bụi nổ tung, nó sắc bén đến mức ngay cả hạt bụi mà mắt thường không thể thấy vẫn có thể cắt đứt được. Lâm Nhất hít vào một ngụm khí lạnh. Sống lưng trở nên lạnh toát, nếu kẻ địch có được thủ đoạn bực này thì dù hắn có kiếm ý hộ thể cũng khó mà phòng bị, sơ sẩy một chút e rằng sẽ bị cắt thành mấy khối. Đáng sợ thật. Xíu, yêu yêu. Sương mù mờ ảo tiêu tán, kiếm tơ trăm trượng không ngừng xoay tròn, cuối cùng cô đọng thành một khối kén lôi to cỡ ngón áp út. Kén lôi như đom đóm tỏa ra ánh sáng tím mờ ảo, trông cực kỳ đẹp mắt. Kiếm tơ. Kén lôi. Cuối cùng một thức này cũng thành, Lâm Nhất thoáng thở phào nhẹ nhõm. Dầm. Nhưng chỉ một phút phân tâm, kén lôi đã mất khống chế, ầm ầm nổ tung, lôi quang lóe lên rồi tắt ngúm. Phụt. Lâm Nhất không kịp trốn tránh, còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì đã bị dư chấn đánh bay ra ngoài, phun ra một ngụm máu tươi. Đợi đến khi hắn đứng lên,
đầu vẫn còn kêu ông ông, xương sườn trước ngực có chút đau đớn. Lần thứ mấy rồi? Lâm Nhất cười khổ, nhưng trong mắt lại lóe lên tia mừng rỡ. Từ trước đến nay, hắn tu luyện kiếm pháp không theo con đường mà tiền nhân để lại, ít nhất cũng phải lĩnh ngộ được chân ý trong đó, cho nên thường sẽ xuất hiện một vài tình huống bất ngờ. Ví dụ như kén lôi vừa nổ tung khiến hắn trở tay không kịp, nếu thân thể hơi yếu một chút có khi đã bị nổ chết rồi. Kiếm tơ, kén lôi, thì ra là thế. Ánh mắt Lâm Nhất lóe sáng, rốt cuộc đã hiểu được uy hiếp thực sự của chiêu thức này nằm ở đâu, kiếm tơ so với tóc còn mảnh hơn, nhưng lại sắc bén đến đáng sợ, nếu nó chui vào cơ thể đối thủ thì e rằng một chút đau đớn cũng không có. Lại nói, khi hắn cô đọng kén lôi trong cơ thể đối thủ thì sợ là thần tiên cũng không cách nào cứu nổi. Ta dùng khoảng 3 phần thực lực chỉ có thể cô đọng được một nhúm kiếm tơ, mà cũng chỉ có khoảng 100 trượng. Nếu dùng toàn lực, đồng thời lấy dị tượng của hai loại kiếm quyết làm trụ cột, mới có thể cô đọng được 4 hoặc 5 sợi, mỗi một sợi độ khoảng 300 trượng. Lâm Nhất tập trung suy nghĩ thầm tính toán các khả năng. 300 trượng tương đương 1.000 mét, trong phạm vi ngàn mét. Chỉ cần gieo vào cơ thể đối thủ một khối kén lôi thì cho dù là nhân tài kiệt xuất cấp thiên phách tầng thứ nhất cũng sẽ lập tức thăng thiên, còn nếu đối thủ thực sự mạnh thì cứ trồng hết 5 khối kén lại là được. Chương 3190 chớp mắt vĩnh hằng. Muốn tránh một chiêu này, hoặc là trực tiếp nghiền ép ta, hoặc là nhanh hơn kiếm của ta. Kiếm tơ quá mảnh, quá sắc bén, có thể ngăn cản hoặc trực tiếp hủy diệt kẻ địch, e rằng không chênh lệch nghiền ép ta bao nhiêu. Nhưng muốn nghiền ép ta thì ít nhất phải là thiên phách tầng thứ hai, đồng thời thúc giục hai đại thất hải. Chỉ với áp lực đó, ta muốn rút kiếm cũng là chuyện vô cùng khó khăn. Tuy nhiên, trên thiên lộ này thứ không thiếu nhất chính là thiên tài, rất khó đảm bảo ở các giới vực cấp cao không có yêu nghiệt nghịch thiên. Còn phải tiếp tục nỗ lực, phải luyện thành Trảm Thiên Tam Kiếm mới được. Lâm Nhất lấy lại bình tĩnh. Thu hồi suy nghĩ và bắt đầu diễn luyện kiếm thứ hai của Trảm Thiên Tam Kiếm, Thanh Liên. Thanh Liên, phong lôi như mưa, kiếm khí như hồ, lá rụng thành sen. Nếu nói kén lôi tinh tế và tỉ mỉ đến mức tận cùng, khiến người ta không rét mà run thì Thanh Liên lại mang theo một loại khí phách to lớn, theo đuổi thứ tư tưởng hào hùng mà lại biến ảo khôn lường, nước chảy hoa rơi, chớp mắt vĩnh hằng. Rốt cuộc kiếm vô nhai tiền bối là một tồn tại như thế nào? Lâm Nhất tinh tế tưởng thức ý tượng của chiêu này, chỉ một thoáng kinh hồng mà vị tiền bối kia đã tạo ra kiếm pháp kinh người như thế, khiến hắn có cảm giác bản thân thật sự nhỏ bé. Sau khi luyện thành kén lôi, Lâm Nhất bắt đầu tu luyện Thanh Liên, có cảm giác như nước chảy thành sông, không còn tối nghĩa như trước đó nữa. Nửa ngày sau, trong diễn võ trường cực lớn bỗng chốc có mưa bụi mịt mờ, mưa nhanh chóng đọng lại thành hồ. Mỗi một giọt mưa đều ẩn chứa kiếm khí phong lôi cực hạn, trong suốt, toàn bộ hồ nước trăm trượng này đều do mưa đọng lại mà thành, trông như một tấm gương trong vắt, phẳng lặng như tờ. Trăm trượng. Lâm Nhất đang khoanh chân ngồi chợt mở mắt, khẽ nói, có lẽ trăm trượng đã là cực hạn của ta rồi, một chiêu này tiêu hao quá nhiều chân nguyên, lại có yêu cầu cực cao đối với tâm trạng. Tâm của ta chưa đạt đến cảnh giới đó. Sợ rằng sẽ bị hồ nước ẩn chứa kiếm khí mênh mông này cắn nuốt trước tiên. Hắn từ từ đứng dậy, hồ nước không linh trải dài trăm trượng chỉ thoáng qua trong tích tắc. Hồ nước bực này thì dù có là Lâm Nhất cũng chỉ duy trì được một cái chớp mắt, ngay sau đó sẽ bị rút cạn. Nói cách khác, ta muốn trong một cái chớp mắt phung kiếm ra khỏi vỏ, phải làm được như nước chảy hoa nở, chớp mắt vĩnh hằng. Hơn nữa ta không thể gấp được, phải thả lỏng tâm trạng. Từ từ chờ đợi lá rụng thành sen. Tuy nhiên, hồ nước này chỉ có thể duy trì trong tích tắc, tốc độ lá rơi đương nhiên sẽ chậm, bản chất cả hai việc này vốn đã mâu thuẫn rồi. Hắn nghĩ cùng lắm chỉ là tu luyện đến tiểu thành, cũng rất đơn giản, khiến hồ nước này duy trì trong khoảng 10 trượng là đủ. Nhưng hiển nhiên, Thanh Liên tiểu thành không cách nào lĩnh hội được ý tưởng trong đó, không đạt đến khí phách của tiền bối kiếm vô nhai. Chương 3191 kiếm tên táng hoa. Trong ngọc giản, tiền bối kiếm vô nhai vậy mà đạt được thanh hồ vạn trượng, lá rụng thành sen. Nước chảy hoa nở, chớp mắt vĩnh hằng, kiếm quang từ một kiếm kia còn sáng hơn cả ngôi sao trên bầu trời, duy trì mãi không tan. Tiền bối kiếm vô nhai thật sự là một cao thủ.
Sắc mặt Lâm Nhất rất bình thản, cũng không có bao nhiêu chua chát, trái lại, hắn rất thích kiểu khiêu chiến này. Và hắn cũng tin chắc mình có thể làm được, ba kiếm này không phải Thanh Tiêu Thập Tam Kiếm, mà là Trảm Thiên Tam Kiếm thuộc về chính hắn. Thanh Tiêu Tại Thụ, Tử Diên Hoa Khai. Lâm Nhất nhắm hai mắt lại, thần thụ Thanh Tiêu hiện thân sau lưng hắn, cánh hoa tím trên chạc cây nhìn như lá rụng tô điểm. Một kiếm thanh liên này chém xuống, không phải lá cây thanh tiêu mà là cánh hoa tử diên, mấy trăm cánh hoa do tử diên kiếm quyết tầng 13 cô đọng mà thành. Phong lôi như mưa, kiếm khí như hồ. Gần như chỉ trong một nhịp thở, dưới chân Lâm Nhất liền xuất hiện hồ nước có diện tích trăm trượng, thanh tịnh, trong suốt và bóng loáng như gương. Thần thụ thanh tiêu đứng ở vị trí trung tâm hồ nước, phía trên chạc cây, cánh hoa màu tím lộ ra một chút lạnh lẽo, mê hoặc nhưng không quá lộ liễu. Dưới tán cây, Lâm Nhất mặc một bộ đồ xanh, hai mắt nhắm nghiền, tóc dài tung bay trong gió, trên người hắn không có một chút sát ý nào, càng không bàn đến duệ khí, cứ như một vị tiên nhân hạ phàm, gột rửa hết ô trọc, mộc mạc mà tự nhiên. Nhưng bàn tay trắng nõn và bóng loáng như ngọc vẫn nắm chặt chuôi kiếm. Kiếm tên Táng Hoa. Nửa đời lục bình xuôi theo nước, một đêm mưa lạnh táng danh hoa. Hồn như bông liễu tàn theo gió. Người đi ta ở đã hai thu. Lâm Nhất mở mắt, trong mắt sương mù mờ mịt, phút chốc, gió lẳng lặng thổi. Hồ nước bắt đầu lưu động, những đóa hoa trên cây rụng xuống như ngả dạ, không biết từ khi nào đã rơi xuống mặt hồ, hóa thành những đóa sen nở rộ, như hoa liễu vừa rơi xuống nước sẽ hóa thành lục bình trong truyền thuyết. Kiếm khí phong lôi như mưa nặng nề rơi xuống, trong mưa to gió lớn, lá trên cây cứ rụng xuống mãi không thôi. Như đang lụi tàn, rồi lại giống như sống dậy, khoảnh khắc chết đi nó lại hóa thành đóa sen nở rộ. Trong dị tượng biến đổi kỳ ảo với quy mô rất lớn này, tay Lâm Nhất cầm đóa hoa tàn, một kiếm chém đi. Ầm ầm. Cả không gian bên dưới mặt đất không ngừng rung chuyển, cấm chú cổ xưa trên tường đá đã gặp phải một lực đánh rất lớn, vô số nham thạch bung ra từng mảng lớn, khe nứt bắt đầu lan tràn. Khoảnh khắc bị sức mạnh kia đánh vào thì nổ tung, xung quanh quảng trường rộng lớn của toàn bộ thành lôi hỏa đều chấn động dữ dội. Từng đền đài núi đá bắt đầu đổ sập xuống trong cơn động đất dao động dữ dội này, tạo nên một làn sóng ngất trời. Chương 3192 cự tượng thần long sống lại ư. Cấm chú cổ xưa chặn lại kiếm uy mạnh mẽ, nhưng kiếm quang lại xuyên qua mặt đất thẩm thấu ra ngoài. Xôn xao. Khi mặt đất xuất hiện những vầng sáng, thì mỗi một miếng ngói vụn đều sáng lên trong màn đêm, cự tượng thần long lại được phủ thêm một vầng sáng thần thánh lóa cả mắt, khiến cả vòm trời thành lôi hỏa sáng lên rực rỡ. Ông trời của ta ơi, rốt cuộc là chuyện này thế này. Cự tượng thần long sống lại ư? Chẳng lẽ bảo bối thần bí gì đó dưới nền đất long thành này sắp xuất thế? Trong nháy mắt, toàn bộ thành lôi hỏa đều bị đánh động. Vô số bóng người xuất hiện giữa trời, tất cả đều trợn mắt há hốc miệng, bị dị tượng khủng bố này làm cho chấn động. Ở trung tâm thành lôi hỏa, ngoại trừ khoảng đất trống rộng rãi kia thì tất cả đều đổ sụp xuống. Mặt đất đã rung chuyển được một khoảng thời gian ngắn nhưng nó lại không hề có một vết nứt nào, biển ánh sáng nó tỏa ra lại dấy lên một hồi xôn xao dữ dội. Người của các giới vực đều chìm vào nỗi khiếp sợ không thôi. Là người khởi xướng. Lâm Nhất đang ở sâu trong nền đất cũng có chút ngạc nhiên, cảm nhận được sự mệt mỏi sâu sắc. Khi tinh thần hắn khôi phục kha khá rồi, trong lòng Lâm Nhất mới vơi bớt đi chút kinh hoàng, nhanh chóng bình tĩnh lại. Một kiếm này, quên kiềm nén sức mạnh rồi. Lâm Nhất nhìn một mảnh hỗn loạn, đỉnh đầu vẫn còn cho bụi rơi xuống không ngừng, nhỏ giọng nói. Cũng không thể trách hắn bất cẩn được. So với kén lôi thì kiếm thứ hai của Chiến Thiên Tam Kiếm này cần sự khí phách to lớn đó, nhìn có vẻ hiền hòa mộc mạc, bình yên nhẹ nhàng, nhưng trên thực tế phải tốn rất nhiều sức để duy trì. Hơi yếu một chút, sẽ không thể chém được một kiếm này. Xem xét dấu vết mà kiếm tạo thành, Lâm Nhất lại thoải mái di chuyển trên sàn diễn võ đã sắp biến thành phế tích. Nơi nào cũng nhấp nhô gập ghềnh, rất nhiều nơi có cấm chú bảo vệ nhưng cũng sắp biến thành phế tích. Chỉ còn một đống hỗn độn. Đáng sợ, nếu nơi này không có cấm chú Long Thành bảo vệ thì một kiếm thanh liên này còn hủy hoại nó tới mức nào nữa.
Lâm Nhất im lặng không nói, ánh mắt chỉ còn sự hưng phấn dạt dào, nó còn mạnh hơn những gì hắn tưởng rất nhiều. Thậm chí hắn còn có những suy nghĩ xa hơn một chút, dù là tiền bối kiếm vô nhai cảnh giới ngang ngửa hắn bây giờ cũng chưa chắc đã tạo ra được sức mạnh ghê gớm như thế. Dưới màn trời, một kiếm chém nát. Chương 3193 Nhật Nguyệt cùng sáng. Lâm Nhất híp hai mắt lại, so với kén lôi, thì một kiếm này có thể gánh vác được cái tên của nó rồi. Khi chân nguyên hồi phục lại, Lâm Nhất làm quen một lát, bắt đầu diễn luyện một kiếm cuối cùng của Trảm Thiên Tam Kiếm. Kiếm thứ ba tên Nhật Nguyệt, trên tầng mây xanh, sấm sét và gió đã trỗi dậy, ta có một kiếm, Nhật Nguyệt cùng sáng. Trong kiếm quyết ban đầu, trên tầng mây xanh, dùng sấm và gió hóa thành trời và trăng, kiếm ý của gió diễn hóa mặt trời, kiếm ý của sấm diễn hóa thành mặt trăng, dùng lực cây thần khiến mặt trời và mặt trăng cùng sáng. Trước mắt nó đã thay đổi, Lâm Nhất định để kiếm quyết Thanh Tiêu diễn hóa thành mặt trời, dù kiếm quyết Tử Diên diễn hóa thành mặt trăng. Nếu đã tu luyện hai kiếm quyết, thì tất nhiên phải tranh thủ dùng nó một phen, nếu tiền bối kiếm vô nhai cũng tu hai kiếm quyết, chắc cũng sẽ nghĩ giống hắn. Dùng hai loại thuộc tính phong và lôi khác nhau đều diễn hóa thành trời và trăng thì hào quang chắc chắn không thể sánh bằng hai kiếm quyết, tu luyện thì cái sau cũng sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Dù sao thì cả Thanh Tiêu lẫn Tử Kiên, Lâm Nhất cũng đã tu luyện đến cảnh giới cao siêu nào đó rồi. Để tu luyện được một kiếm này, thời gian có vẻ nhiều hơn hai kiếm trước đó một chút. Hắn lập tức ngồi xuống sàn diễn võ gần như đã biến thành đống đổ nát, cùng vận chuyển cả hai kiếm quyết. Thần thụ Thanh Tiêu xuất hiện trước tiên, sau đó Hoa Tử Diên như điểm xuyến lên nó, dị tượng song kiếm hợp nhất lại hiện lên. Tâm pháp của 13 kiếm Thanh Tiêu cùng hiện lên trong đầu, Lâm Nhất khẽ thay đổi cách dùng gió và sấm sét diễn hóa thành kiếm pháp Nhật Nguyệt, thay thế bằng kiếm quyết Thanh Tiêu là mặt trời, kiếm quyết Tử Diên là mặt trăng, một vòng sấm sét là mặt trời, một vòng băng tím là mặt trăng. Chẳng mấy chốc, thần thụ Thanh Tiêu đã diễn hóa thành mặt trời sấm sét. Mấy trăm đóa Tử Diên gộp lại thành mặt trăng băng tím. Thoạt đầu, chỉ có hai hình bóng mơ hồ với vầng hào quang mờ nhạt, hình dạng thô sơ. Chẳng những không có thần thái của Nhật Nguyệt, mà hình thể cũng chẳng giống. Xì sao. Khi tâm pháp 13 kiếm Thanh Tiêu được vận chuyển vài lần, trong đầu Lâm Nhất bỗng nhiên có thứ gì đó ầm ầm nổ mạnh, sau đó là cảnh tượng mặt trời mặt trăng cùng sáng đầy hùng vĩ xuất hiện. Đó là dị tượng mà kiếm vô nhai đã sáng chế ra, bỏ vào kiếm quyết, để người đời sau có thể nhìn thấy. Nếu không với sức tưởng tượng bình thường, căn bản là rất khó đạt tới được cốt tủy của sự thần thánh từ chiêu kiếm này, còn việc lĩnh ngộ được bao nhiêu thì phải xem tạo hóa của người đời sau. Trong cảnh tượng đó, mặt trời và mặt trăng không ngừng xoay tròn trên đỉnh đầu kiếm vô nhai, như hai cái lốc xoáy khổng lồ. Khi kiếm vô nhai xuất kiếm, hoàn toàn không có chiêu thức gì, đập vào mắt chính là hào quang có thể hòa tan cả tuyết, lan tràn khắp các ngóc ngách trong không gian. Lâm Nhất nhìn muốn lòi cả mắt, chỉ có thể nhìn thấy bóng dáng mờ ảo của tiền bối kiếm vô nhai, ngoài ra, còn có cảm giác như đang chìm trong nước. Kiếm ý phải khủng bố đến mức nào mới có thể tạo ra được cảnh tượng như thế, nó tạo thành nỗi khiếp sợ sâu trong lòng hắn. Chương 3194 ước hẹn 7 ngày đã tới. Răng rắc. Hình ảnh nhanh chóng vỡ nát, kiếm vô nhai mờ ảo kia mở miệng nói, trên những tầng mây xanh, sấm sét và gió đã xuất hiện. Khi hình ảnh hoàn toàn biến mất, thì giọng nói đó vẫn không ngừng quanh quẩn trong đầu Lâm Nhất. Thì ra là thế. Lâm Nhất như nghĩ tới điều gì đó, nhanh chóng hiểu ra được, trên tầng mây xanh, sấm sét và gió cũng nổi lên. Dù bản thân hắn đã sáp nhập hai kiếm quyết vào, nhưng cũng không được bỏ đi lực sấm sét và gió, nếu không sẽ chẳng thể thi triển ra dị tượng mặt trời và mặt trăng cùng sáng. Soạt. Một ngày một đêm sau đó, Lâm Nhất ngước mặt lên, trong mắt là ánh sao trời nhấp nháy. Ngay sau đó, hắn sử dụng Thương Long Cửu Biến, Long Văn Tử Điện trên người cũng điên cuồng lóe lên, diễn hóa ra lực phong lôi vô cùng mạnh mẽ. Khi lực phong lôi sắp đạt tới cực hạn, thì Lâm Nhất bay lên trời. Đâm ra một kiếm. Ngay sau đó, có mặt trời và mặt trăng từ trên người hắn tỏa ra, chẳng mấy chốc vầng sáng đã cuồn cuộn lan tràn. Nhưng hào quang đó đều được hút vào một kiếm của Lâm Nhất. Răng rắc.
sàn diễn võ dưới nền đất, cấm chú Long Thành cổ xưa bị đâm ra một lỗ thủng thật lớn. Lâm Nhất thở một hơi thật dài, thở hắt ra như rắn, kéo dài mãi không tan. Một kiếm Thanh Liên kia chỉ khiến cấm chú xuất hiện khe nứt, còn một kiếm Nhất Nguyệt này lại khiến cấm chú xuất hiện cả một lỗ thủng. Đồng tử Lâm Nhất co rụt lại, một kiếm trước đó đã cho hắn bài học, nên kiếm này đã cố nén đi rất nhiều sức mạnh. Ánh sáng Nhật Nguyệt vẫn chưa hoàn toàn bùng nổ, nếu không kiềm nén lại, thì kiếm uy này có thể khiến toàn bộ cấm chú của sàn diễn võ bị hủy diệt. 13 kiếm Thanh Tiêu Tất Sát, trước mắt xem như đã luyện thành. Nhưng bây giờ nên đổi sang tên khác, là Lâm Nhất Trảm Thiên Tam Kiếm, người khác mà có lấy được kiếm quyết Thanh Tiêu và 13 kiếm Thanh Tiêu này cũng sẽ không thể tu luyện thành công được. Ba kiếm này chẳng những là thứ vũ khí lợi hại để tranh đoạt Nhật Diệu Chi Linh, mà còn là chỗ dựa rất lớn để hắn có thể tung hoành trên con đường thông thiên. Ước hẹn 7 ngày đã tới. Lâm Nhất thoáng nghỉ ngơi hồi phục một chút rồi đi ra khỏi sàn diễn võ dưới lòng đất, khi nhìn thấy mặt đất bên trên chỉ còn một đống hoang tàn, hắn đã vô cùng khiếp sợ. Ngoài quảng trường vẫn còn nguyên không tổn hao gì, thì đảo mắt nhìn lại, chẳng có một kiến trúc nào còn nguyên vẹn. Chương 3195 đã đến lúc phải chia tay nhau rồi. Không phải do ta làm đấy chứ. Lâm Nhất thầm nói, hắn nhớ rõ một kiếm Thanh Liên đó mình đã không nương tay, động tĩnh dưới lòng đất vô cùng thần kỳ. Lâm Nhất. Nhưng đúng vào lúc này, ba người Phương Thiếu Vũ chạy tới, trông thấy Lâm Nhất thì khẽ thở phào. Hỏi lại mới biết được, đêm hôm qua, dưới nền đất đột nhiên phát ra ánh sáng thần kỳ, soi sáng hơn nửa Long Thành, cả cự tượng thần Long cũng bị vầng sáng đó bao trùm. Rất nhiều người trực tiếp bị chôn dưới nền đất sàn diễn võ, đến nay vẫn còn kẹt dưới đó. Có vài người cảm nhận được có bảo bối thần kỳ dưới nền đất sắp xuất thế, nhưng tìm kiếm mãi vẫn không thấy gì bèn từ bỏ. Lâm Nhất thấy cũng buồn cười, 89 phần 10 là một kiếm Thanh Liên tạo thành, bảo bối ở đâu ra. Ngoài ra, mấy ngày nay tin tức về Nhật Diệu Chi Linh cũng bắt đầu lan truyền trong thành Lôi Hỏa, rất nhiều người biết được Nhật Diệu Chi Linh sắp xuất hiện. Nhưng mà trước mắt, họ vẫn chưa biết được chính xác địa điểm, xem ra Tần Phong cũng đã cố tình giữ lại một chút, sắc mặt Phương Thiếu Vũ đầy nặng nề, khẽ nói, người muốn hợp tác với bọn họ thì phải cẩn thận một chút. Lâm Nhất khẽ gật đầu, cái này tất nhiên là hắn biết. 7 ngày trước, Lâm Nhất đánh với hai người đó có thể vẫn còn hơi áp lực, nhưng bây giờ cảnh giới đã được củng cố, cũng đã luyện xong ba kiếm Trảm Thiên. Dù là cao thủ thiên phách tầng thứ nhất đỉnh phong thì Lâm Nhất cũng không để vào mắt. Đáng tiếc thời gian quá ngắn, kiếm ý không thể đạt tới cảnh giới thông thiên, nếu không dù gặp phải yêu nghiệt của các giới, Lâm Nhất cũng sẽ không kiêng dè gì. Giọng Phương Thiếu Vũ khá nặng nề, nói, Lâm Nhất, Nhật Diệu Chi Linh muốn sinh ra thì không thể thiếu được lưu quang kim trản của ngươi, ngươi nhất quyết phải có mặt. Ba người bọn ta chẳng thể giúp được gì, đành phải ở lại thành Lôi Hỏa. Để xem có tìm được quyển công pháp tạo hóa thượng phẩm nào trong di tích không. Nếu có thể vượt qua được kiếp thiên phách, có lẽ sẽ đến Thương Long cấm giới, khi đó chúng ta gặp lại sau. Đã đến lúc phải chia tay nhau rồi. Là một mồi lửa của huyền hoàng giới, bắt đầu từ lúc Lâm Nhất giết chết Phong Huyền trở về sau, hắn đã không thể che giấu mũi nhọn của mình được nữa. Trong lòng bọn họ biết rất rõ, mình đã không thể đuổi kịp bước chân Lâm Nhất nữa rồi. Thế nhưng nơi này là con đường thông thiên, chỉ cần lá gan đủ lớn, thì sau này vẫn có thể gặp lại. Lâm Nhất gật đầu nói, công pháp võ học tạo hóa thượng phẩm cũng chưa chắc đã khó tìm như thế. Giữ gìn sức khỏe, chúng ta hẹn nhau ở Thương Long cấm giới. Giữ sức khỏe, Thương Long cấm giới. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 112.